Đại vận thông thiên chương 999, giá thành không rẻ, một Kiều Thắng Thiên cũng phải đi Hàng Châu nên anh chọn đi cùng trường hợp hoang. Trên đường đi anh chủ động nhắc tới công việc làm ăn giữa Tiết Xuân Hoa và Long Cơ Vĩ Nghiệp, chuyến đi đến lục ấm bảo lần này khiến cho Lâm Hạo Hãn rất không vui. Trường hợp hoang nói, hy vọng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh Hoa. Kiều Thắng Thiên ha ha cười nói, làm sao có thể. Tại ngôn thương ngôn, thương nhân chỉ quan tâm đến lợi nhuận, chỉ vì một nữ nghệ sĩ mà từ bỏ việc làm ăn. Không có khả năng, hiện tại là do anh Hoa do dự. Trương Hợp Hoang nói, anh ấy không muốn hợp tác với Long Cơ Vĩ Nghiệp nữa sao? Kiều Thắng Thiên nói, nếu có sự lựa chọn đương nhiên sẽ muốn chọn đối tác hợp tác tốt hơn. Anh quay sang hỏi Trương Hợp Hoang, cậu có có nguồn gốc sâu xa với tập đoàn Phú Hâm đúng không? Trương Hợp Hoang sửng sốt một lúc, chẳng lẽ Kiều Thắng Thiên đã biết về gia thế nhà cậu sao? cậu đã nói chuyện này với Kiều Thắng Nam để hỗ trợ cô ấy điều tra chuyện của ông nội Trương Phú Thành của cậu năm đó, chẳng lẽ cô ấy nói cho Kiều Thắng Thiên biết? Kiều Thắng Thiên nói, tôi đã làm ăn tập đoàn Phú Hâm trong một thời gian dài, Trương gia Long Tiên Sinh cũng đã biết tôi từ lâu. Tôi thật sự không nghĩ tới hai người lại có thể là chú cháu. Bây giờ Trương Hợp Hoang có để xác định rằng anh ấy đã biết chuyện này, cậu gật đầu nói, thật ra tôi cũng vừa mới biết chuyện này không lâu. Kiều Thắng Thiên không tiếp tục hỏi. Khi đến Hàng Châu Kiều Thắng Thiên để tài xế đưa Trương Hợp Hoang đến khách sạn trước. Sau khi Trương Hợp Hoang vào nhận phòng, cậu đã liên hệ với Hứa Minh Phong và Hứa Minh Phong nói sẽ gặp cậu tại khách sạn sau một giờ nữa. Trương Hợp Hoang lại liên hệ cho Nhâm Thuần, Nhâm Thuần đã bắt đầu tập trung luyện tập và trước mắt mọi thứ vẫn đang tiến hành thuận lợi, lần này gia đình của cô ấy cũng cùng cô ấy đi đến đây. Vào lúc 3 giờ 30 chiều, Hứa Minh Phong đến khách sạn, Trương Hợp Hoang mở cửa và đón anh ấy vào. Hứa Minh Phong bắt tay với cậu và nói, cậu cũng không gọi nói trước với tôi, tôi sẽ sắp xếp khách sạn cho cậu. Trương Hợp Hoang nói, anh bận rộn với công việc như vậy, tôi làm sao có thể làm phiền anh. Nơi này cách Đài Lam rất gần, điều kiện và cơ sở vật chất cũng rất tốt. Hứa Minh Phong ngồi xuống và nói, sân khấu tất cả đã được bố trí xong, thiết bị được vận hành thử cũng không có vấn đề gì, tuần sau là có thể tiến vào giai đoạn ghi hình chính thức trường hợp hoang nói anh có lo lắng không hứa minh phong thở dài nói nói thật với cậu tôi vẫn có chút lo lắng vì để xuất hiện trên chương trình truyền hình này tôi đã sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình nếu lần này thua tôi sẽ tới mạch thành dù sao tôi cũng không có triển vọng gì ở đại lục trường hợp hoang nói anh là một người dày dặn kinh nghiệm chưa từng gặp phải sóng gió nào hơn nữa món nợ trước đây của chương trình chúng ta là diễn viên cũng không thể tính trên đầu anh. Hứa Minh Phong nói, mặc dù không tính tới trên đầu tôi, nhưng từ khi tôi nhậm chức, thành tích của tôi không có tiến triển nhiều. Trong ngành truyền thông này cạnh tranh rất khốc liệt và áp lực lớn, ban giám đốc không có sự kiên nhẫn như vậy. Nếu đổi thành trước đây thì Hứa Minh Phong sẽ không dễ dàng nói ra những điều như vậy, nhưng hiện tại mối quan hệ giữa anh và Trương Hợp Hoang ngày càng thân thiết. Chuyện này cũng không cần phải giấu giếm cậu ấy nữa, thật ra nó cũng không tính là bí mật gì. Trương Hợp Hoang nói, anh Phong rất chuyên nghiệp. Hứa Minh Phong nói, bây giờ tôi ghen tị với cậu nhất. Cậu một tay cầm bát cơm sắt, một tay làm việc của mình mà không làm chậm trễ cả hai. Bát cơm sắt, chỉ công việc trong cơ quan nhà nước, thu nhập tuy có thể không cao nhưng có tính ổn định lâu dài. Trương Hợp Hoang cười nói, tôi chỉ là nhân viên hợp đồng của đài truyền hình Nam Giang cũng không tính là bát cơm sắt gì cậu đi lấy một chai nước khoáng đưa cho hứa minh phong hứa minh phong vặn nắp chai và uống vài ngụm nước tối nay tôi sẽ làm tiệc đón gió tẩy trần cho cậu ngày mai đến địa điểm ghi hình nhìn xem trường hợp hoang nói hay là làm chính sự trước đi dù sao bây giờ vẫn còn sớm chúng ta hãy đến để trường quay xem trước hứa minh phong giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ cũng được anh liên hệ với đạo diễn nghiêm thâm minh Nghiêm thâm minh đang ở hiện trường để vận thành thử các thiết bị thì nghe nói trường hợp hoang tới, nên anh ấy đã mời họ đến xem hiện trường. Xe của hứa minh phong đang ở bãi đổ xe, anh ấy nói với trường hợp hoang rằng chiếc xe thương mại Mercedes này là được chuẩn bị cho cậu. Trong hai ngày này trường hợp hoang có rất nhiều phải làm ở Hàng Châu, không có xe để di chuyển sẽ rất bất tiện. Trên đường đi điện thoại của trường hợp hoang vang lên, lại là Quách Khải Toàn gọi điện thoại tới, không biết Quách Khải Toàn lấy ở đâu ra tin tức cậu tới Hàng Châu. Bởi vì TI Video có tổng bộ ở Hàng Châu, cho nên Quách Khải Toàn muốn cố gắng hết sức với tư cách là chủ nhà. Trường hợp hoang tỏ vẻ cậu đang bận và sẽ liên lạc với anh ấy sau khi xong việc. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Minh Phong ý vị thâm thường nói là điện thoại của Quách Khải sao? Trường hợp hoang gật đầu. Hứa Minh Phong nói, Tiểu tử này đến đây để do thám tình hình Ti Y e và Yuku hiện đang là đối thủ của nhau. Sinh, China của Yuku ra mắt vào mùa hè này có cùng lịch trình với âm thanh lay động thần châu được sản xuất bởi Ti Y, e, giống như thứ đao kiến hồng. Thứ đao kiến hồng có nghĩa là muốn dán cho đối phương một đòn trí mạng. Trường hợp hoang có mối quan hệ hợp tác với cả hai bên, cậu biết hứa Minh Phong đang lo lắng về điều gì, cậu cười nói, anh yên tâm đi, tôi sẽ không tiết lộ quân tình. Đài Lam quan tâm rất nhiều tới việc ghi hình sinh, China, bởi vì những tin tức tiêu cực của người cố vấn mà chúng ta là diễn viên đã rơi vào cảnh chiếc kích trầm xa và nó đã gây ra rất nhiều tổn thất cho Đài Lam. Vì chương trình này cũng làm ảnh hưởng đến nhiều cán bộ và đạo diễn nghiêm thâm minh là một trong số đó, bây giờ ít nhiều anh ấy có ý muốn lập công chuộc tội. Chiếc kích trầm xa, chỉ sự thất bại nặng nề. Đài Lam và Yuku đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng sân khấu, tích hợp công nghệ tối tân nhất, Hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đặc biệt đẳng cấp thế giới. Nội dung công nghệ tốt nhất là vũ khí bí mật do Trương Hợp Hoang cung cấp, một chiếc ghế xoay trị giá 80 vạn. Khi Trương Hợp Hoang đi vào hiện trường, cậu đã đi đến chiếc ghế đầu tiên, trình độ kỹ thuật của cái ghế phiên bản chính thức này hoàn hảo hơn nhiều so với hàng mẫu của cậu. Hứa Minh Phong và Nghiêm Thâm Minh cùng ngồi lên chiếc ghế xoay, cả ba người đều cảm thụ toàn bộ quá trình xoay người mỗi khi huấn luyện viên ấn đèn hứa minh phong thầm than rằng trường hợp hoang thật sự là một thiên tài ý tưởng về chiếc ghế xoay này có thể nói là chưa từng có dù anh đã xem qua nhiều chương trình truyền hình nhưng không có chương trình nào giống như vậy có lẽ bốn cái ghế này chính là chìa khóa để đánh bại thần châu so với sự e ngại của hứa minh phong đến bây giờ trường hợp hoang cũng chưa từng để chương trình âm thanh lay động thần châu này vào mắt bởi vì suy nghĩ của hai bên khác nhau âm thanh lay động thần châu thiên về ca sĩ còn xin, China của họ là huấn luyện viên. Thông qua thiết kế khéo léo của chương trình truyền hình, để cho khán giả thay nhau tham gia vào chương trình truyền hình này và được dùng góc nhìn giống như huấn luyện viên để chọn học viên. Chìa khóa thành công của một chương trình truyền hình nằm ở chỗ, khán giả có thể có được trải nghiệm đắm chìm hay không. Hiện tại Nghiêm Thâm Minh đã có dự cảm rằng chương trình truyền hình của họ nhất định sẽ tạo ra sự bùng nổ về xếp hạng trong mùa hè này. Ở trong khâu thiết kế trường hợp Hoang đã làm rất tài tình anh làm đạo diễn chương trình truyền hình nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ thấy nhiều kế hoạch như vậy. Sau khi trải nghiệm ghế xoay, Hứa Minh Phong đề nghị Trương Hợp Hoang đi thử hệ thống âm thanh. Lúc này lãnh đạo đài đi tới, Phó Đài trưởng Trương Ích Hạc và chủ sở hữu hiện tại của kênh chương trình truyền hình Thích Nghiệm Thịnh đã cùng nhau đến để kiểm tra công tác chuẩn bị. Năm đó Trương Ích Hạc đã từng thay mặt Đài Lam đến đàm phán với Đài truyền hình Nam Giang, ông đã được lĩnh hội qua tính khí hung bạo của Trương Hợp Hoang, Thích Nghiễm Thịnh đã tiếp quản sau khi người phụ trách kênh chương trình truyền hình ban đầu là Mạnh Minh Nguyên từ chức. Nghiêm Thâm Minh mời hai vị lãnh đạo ngồi trên ghế của huấn luyện viên và cảm thụ một chút sự ảo diệu của chiếc ghế xoay công nghệ. Trường hợp Hoang cũng nhàn rỗi, vì vậy cậu đã nói với ban nhạc và chọn một bài hát bản thân bất chợt. Độ phổ biến của bài hát này không tệ, nó cũng lọt vào top 50 trong danh sách bài hát ở KTV. Đã nghe qua nhiều phiên bản giọng nữ của Tần Hồng nhưng không có nhiều người nghe bản remake của giọng nam. Cái này cũng giống như Hoàng Tiểu Hổ và Ngũ Bạch năm đó, nhạc sĩ là Ngũ Hổ nhưng ca sĩ gốc là Hoàng Tiểu Hổ. Sau khi Hoàng Tiểu Hổ hát qua, nhạc sĩ đã lấy và remake lại nhưng bài hát sau lại nổi tiếng hơn. Nếu nói Tần Hồng hát ra sự thức tỉnh đột ngột của một cô gái sau khi trải qua những thất bại trong tình cảm, thì tiếng hát của Trương Hợp Hoang đã hát ra sự trọn vẹn hào hiệp và dịu dàng, đại khí mà lại không mất đi sự dịu dàng sau khi trường hợp hoang có được thuật khống chế dây thanh quản sơ cấp thì khả năng khống chế âm thanh của cậu đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới sự kết hợp hoàn hảo giữa sự kiêu hãnh và ấm áp khiến cho người ta không khỏi cảm thấy đời người chỉ là một giấc mộng không cần vì tình yêu nam nữ phức tạp mà cảm thấy đau khổ trường hợp hoang vừa hát xong câu đầu tiên hứa minh phong liền ấn đèn chưa nói tới cái khác việc ấn đèn và quay người lại thật sự là có chút ghiền ấn một cái liền muốn ấn thêm sau khi hứa minh phong ấn xong, phó đại trưởng Trương Ích Hạc cũng nhanh chóng ấn. Không phải vì trường hợp hoang hát quá hay mà vì ông ấy là phó đại trưởng, hứa minh phong này có phải có chút giọng thách ác giọng chủ không, muốn ấn thì cũng phải để ông là người ấn trước. Ái chà chà, chiếc ghế này quay như một sân chơi, tuần trước ông dẫn cháu trai đi chơi trò cái cốc xoay có vẻ giống như cảm giác này, có chút choáng váng và có chút phấn khích. Chỉ là chiếc ghế này tận 80 vạn, giá thành thật sự hơi đắt trở về ông phải kiểm tra kênh mua hàng cẩn thận hẳn là không có mánh khóe gì trong đó chứ thích nghiễm thịnh là người thứ ba ấn đèn chiếc ghế này tốt thật dù sao ông cũng là một người chuyên nghiệp lúc này trong đầu ông đã hiện ra hình ảnh màn hình thí sinh hát nhưng huấn luyện viên không ấn bài hát càng về sau thí sinh càng lúc càng hồi hộp và những khán giả đã công nhận thí sinh đó cũng hồi hộp không kém thí sinh ở ngoài màn hình hò hét lớn tiếng la lên ấn đèn chỉ khi bạn có mặt tại hiện trường bạn mới có thể trải nghiệm được sự ảo diệu của chiếc ghế này. 80 vạn, rất đáng giá, ngoài việc chiếc ghế tự tích hợp công nghệ cao mới nhất, thì chỉ riêng ý tưởng này đã đáng giá rất nhiều tiền. Trong bốn người thì chỉ có Nghiêm Thâm Minh là người thực sự nghiêm túc nghe nhạc. Nghiêm Thâm Minh không vội ấn đèn, anh phụ trách vận hành thử thử thiết bị, những chiếc ghế xoay này đã được sử dụng hơn 100 lần và không còn cách nào khác để quay lại. Chức năng thực sự của ghế xoay không phải để quay, mà là sử dụng chỗ dựa này để huy động hoàn toàn cảm xúc của khán giả trong và ngoài địa điểm. Hiện tại về cơ bản Nghiêm Thâm Minh có thể xác nhận rằng chương trình truyền hình của họ chắc chắn sẽ trở thành hit trong mùa hè này, mà việc giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với âm thanh lay động thần châu của đài truyền hình Vệ Tinh Bình Giang là điều chắc chắn. Nghiêm Thâm Minh không nghĩ tới trường hợp Hoang Lại có thể hát hay như vậy. Việc quay lưng lại để nghe bài hát và không thể nhìn thấy chính ca sĩ, chỉ có thể đánh giá từ giọng hát điều này đảm bảo sự công bằng ở một mức độ nhất định vì quay hình và phát sóng nên ở một phương diện nào đó có thể nói các chương trình đều phải có kịch bản không thể đưa hết các phần trình diễn của tất cả các thí sinh vào nội dung chương trình tạp kỹ trong đó kỹ thuật cắt kép biên tập lại rất quan trọng nếu không quan trọng thì sao có thể khiến người xem cảm thấy chương trình công bằng và các tiết mục nhìn chân thật nhắm mắt lại và thưởng thức giọng hát vừa hào hùng nhưng cũng dịu dàng của trường hợp hoang âm thanh này thật tuyệt vời Nghiêm thâm minh cho rằng đây là giọng hát hay mà bản thân muốn có. Không cần đến ban giám khảo chính anh ta còn có thể cảm nhận được nó. Có lẽ dơ voi ập China sẽ khiến cho khán giả yêu thích cuồng nhiệt. Đã có 3 vị giám khảo quan tâm đến màn trình diễn của Trương Hợp Hoang, ngoài nghiêm thâm minh còn hai người nữa, bọn họ rất ngạc nhiên. Phó Đài Trương nói với hứa Minh Phong là đang phát đoạn ghi âm sao, phản ứng đầu tiên của ông là cho rằng Trương Hợp Hoang đang hát nhép. Hứa Minh Phong bật cười, xem ra trương ít hạt không biết nhiều về trương hợp hoang đứa nhóc này tài năng hơn người thích Quảng thịnh nói hát thật dù sao ông cũng là một ca sĩ chuyên nghiệp chỉ cần liếc mắt một cái đã biết trương hợp hoang không hát nhép sau khi trải nghiệm ghế xoay thì ông mới bắt đầu suy xét xem những giọng hát có đáng quay lại hay không kết luận không thể nào rõ ràng hơn trương hợp hoang phải là một người chuyên nghiệp nghiêm thâm minh càng suy nghĩ nhiều hơn trong lòng một ngàn người sẽ có một ngàn hem lét mỗi người sẽ có gu âm nhạc riêng cho dù là bốn vị ban giám khảo bọn họ sẽ không thể tránh được đưa vào những yếu tố yêu thích của cá nhân mình người xem cũng sẽ có sở thích riêng khi giám khảo và khán giả có sự lựa chọn khác nhau thì tiết mục đó sẽ xuất hiện tranh cãi với loại chương trình tạp kỹ này thì tranh luận là điều không thể thiếu khi thành lập đội ban đầu thì người cố vấn có quyền lực rất lớn nhưng tiến vào những vòng đấu đối đầu sau các phương tiện truyền thông sẽ đưa ra các phiếu bầu online và phiếu bầu cho chính các giám khảo, sẽ tiếp tục gây ra nhiều bàn luận và tranh cãi. Nghiêm thâm minh càng ngày càng phát hiện được sự sắp xếp khéo léo trong từng mắt xích của chương trình. Sau khi xác nhận trường hợp hoang là đang hát thật, Phó Đại Trương thì hiểu được quyết định xoay lại của mình là chính xác, xoay mặt nhìn qua hai bên trái phải, thấy hứa Minh Phong và Thích Quảng Thịnh có vẻ cũng chuẩn bị bấm nút xoay người lại, nhưng Nghiêm Thâm Minh lại không ý định bấm nút. Phó Đại Trương không nhịn được quay qua nghiêm thâm minh nói, hát khá tốt, tại sao cậu không bấm? Hai người kia cũng cổ vũ thì nghiêm thâm minh bấm nút, bọn họ đang rất nhập vai. Ca khúc gần kết thúc thì nghiêm thâm minh cuối cùng cũng chịu bấm nút. Cả bốn vị giám khảo cố vấn đều đã bấm nút xoay người lại, hứa minh phong rất hứng thú với việc diễn tập này đến cùng nên cũng đã quen dần với nó, nói với trường hợp hoang, bạn thí sinh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Thích Quảng Thịnh hơi khoa trương nói, một tiếp mục được cả bốn người quay lại, thật tuyệt vời. Trương Hợp Hoang cười nói, tôi là một ca sĩ nghiệp dư, lang thang ở phương Bắc nhiều năm, vì muốn thực hiện hóa giấc mơ âm nhạc của mình, tôi đã phải ngủ trên đường phố. Của cải bán hết để chôn cất cha mình, kiểu này quá quen thuộc. Phó Đài Trương không biết rõ về thân phận của anh, nên đã gần như tin những lời nói này. Thích Quảng Thịnh biết có thể đây là những chuyện thường ngày trong chương trình tạp kỹ sắp đến, bọn họ có tin chuyện này không quan trọng mấu chốt là người xem tin vào nó dựa vào kịch bản thì các vị giám khảo cố vẫn sẽ thay nhau đánh giá họ cũng không phải là giám khảo chuyên nghiệp bắt đầu từ phó đài trương phó đài trương cũng nói những lời nói đơn giản là tiết mục rất chuyên nghiệp khá tốt ca khúc lay động lòng người hy vọng trường hợp hoang gia nhập đội mình thích quản thịnh chuyên nghiệp hơn một chút từ ngữ cũng sắc sảo bình luận thêm về màn trình diễn của trường hợp hoang còn tỏ ý mong trương hợp hoang tham gia vào đội mình thì mình có thể giúp anh phát triển tốt hơn. Đến lượt hứa Minh Phong bình luận thì hứa Minh Phong cười nói, bạn trương hợp hoang, tuy tôi không phải một giám khảo chuyên nghiệp như những người khác, nhưng nếu bạn tham gia vào đội tôi, tôi có thể cung cấp tài nguyên âm nhạc của Yuku, đồng thời ngoại hình của cậu rất tốt, tôi cũng có thể giúp cậu tiến vào thị trường phim. Khiến cậu trở thành một thần tượng tài năng. Phó Đài Trương phản đối, hứa tổng, cậu phạm quy rồi, rõ ràng là đang hối lộ thí sinh. Mọi người bật cười, hứa Minh Phong cũng vậy cười nói, quy tắc của trò chơi này là mọi người có thể dùng mọi khả năng của mình lôi kéo thí sinh về đội mình, không cần biết là thủ đoạn gì. Thích quản Thịnh gật đầu đồng ý. Lời nói của Nghiêm Thâm Minh rất đơn giản, mình là đang diễn tập, những điều nói ra không nhất thiết là phải thật. Rốt cuộc cũng đến lúc thí sinh đưa ra sự lựa chọn, trường hợp hoang đang sắm tay thí sinh nói, Phó Đài Trương là người đức cao vọng trọng, tài đức vẹn toàn, còn chủ nhiệm thích thì giỏi dẫn chương trình, có mối quan hệ rất rộng trong ngành. Còn hứa tổng của Yuku có tài nguyên đài truyền hình, đạo diễn nghiêm là đạo diễn của chương trình tạp kỹ, tôi lựa chọn ai cũng có một tương lai tươi sáng. Hứa Minh Phong cười nói, cho nên sự lựa chọn cuối cùng của bạn là. Trương Hợp Hoang nói, tôi lựa chọn Phó Đài Trương. Khi âm thanh trong trường quay lại vang lên, Phó Đài Trương bước xuống khỏi ghế của dàn giám khảo cố vấn, bắt tay cùng Trương Hợp Hoang, mặt vui vẻ nói, hoan nghênh cậu đã đến với đội của tôi, tôi tin tưởng rằng khi cậu ở trong đội sẽ phát triển tốt hơn. Cũng hy vọng sự giúp đỡ của tôi và nỗ lực của bản thân sẽ giúp cậu tiến bộ hơn. Phó Đại Trương nói ra lời thoại của mình rất suôn sẻ, chưa kể còn rất thú vị, lý thuyết không bằng thực hành. Trước đây ông đã đọc kịch bản của The Voi of China vài lần, nhưng trong đầu vẫn có những khái niệm rõ ràng. Lần này không giống vậy, phải tự mình trải nghiệm, Cảm nhận sự chuyển giao của công nghệ cao, được một lần thưởng thức cảm giác làm người cố vấn, liền phát hiện ra bí ẩn của chương tình tạp kỹ này, việc nổi tiếng là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Thật thú vị khi họ dựng sân khấu và diễn tập thử như thế này, đến khi chính thức quay, chắc chắn sẽ thú vị hơn nữa. Sau khi hoàn thành khảo sát, phó đại trương nói rằng ông sẽ chiêu đãi mọi người bữa tối với tư cách là chủ nhà, Hứa Minh Phong lại nói anh ấy muốn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nên mong Phó Đại Trương cho anh ấy cơ hội này. Phó Đại Trương nghe anh ta nói như vậy liền hiểu được trong kế hoạch ban đầu của Hứa Minh Phong không có ý định mời mình, hơn nữa tuổi tác của mình cùng những người khác cũng chênh lệch khá nhiều, sau khi suy nghĩ kỹ thì cũng không cần phải nhúng tay vào. May có người gọi điện thoại tới ông liền lấy cớ trong nhà có việc nên đêm nay không đi chung được. Thấy Phó Đại Trương không đi, Thích Quảng Thịnh cảm thấy cũng không cần tham gia cuộc vui này. Hai vị lãnh đạo rời đi, Hứa Minh Phong nhìn nghiêm thâm minh nói, xem ra mặt mũi chúng ta không đủ lớn, hai vị lãnh đạo cũng không cho chúng ta mặt mũi rồi. Nghiêm thâm minh nói, Phó Đại Trương vốn dĩ không thích xã giao, vừa rồi chỉ muốn mời mọi người xuất phát từ nghĩ mình là dân địa phương ở đây. Hứa Minh Phong nói, là do tôi chưa suy nghĩ chu toàn, đạo diễn nghiêm đêm nay tôi có thể hân hạnh được mời anh chứ. Nghiêm thâm minh gật đầu, anh ta vốn không có việc gì bận, hơn nữa cũng muốn đi chung với trường hợp hoang bàn bạc thêm một số chuyện, lúc này Quách Khải Toàn gọi điện thoại đến, Quách Khải Toàn là sư đệ của Nghiêm Thâm Minh, quan hệ giữa hai người rất tốt. Quách Khải Toàn trực tiếp hỏi Trương Hợp Hoang có cạnh đó không, anh ta muốn mời bọn họ cùng mình ăn tối. Nghiêm Thâm Minh nhìn Trương Hợp Hoang một cái nói cho Trương Hợp Hoang là Quách Khải Toàn. Lúc này Trương Hợp Hoang mới nhớ có hứa với Quách Khải Toàn sẽ gọi điện thoại nói chuyện, vui tươi hớn hở nói, anh nói anh ấy cùng nhau đi tối nay, hôm nay hứa tổng mời mọi người đi ăn. Hứa Minh Phong bên cạnh gật đầu. Nghiêm Thâm Minh nói cho Quách Khải Toàn địa điểm và thời gian đến nhà hàng. Cúp điện thoại Nghiêm Thâm Minh cười nói, gần đây Quách Khải Toàn rất thường xuyên liên lạc với tôi. Hứa Minh Phong nói, tên nhóc này đang do thám tình hình, mọi người ở trong đài, đừng tiết lộ bí mật của chúng ta. Trương Hợp Hoang cười nói, đã đến thời gian này China Way của họ chắc đã hoàn thành rồi, không thể cải tiến gì mới, chắc hẳn anh ấy hiếu kỳ, hơn nữa điều này chứng minh anh ấy cũng không có niềm tin vào China Way. Nghiêm Thâm Minh gật đầu nói, tôi cũng chắc chắn lần này chúng ta sẽ thắng. Trường hợp Hoang nói, tình bạn đến trước và cạnh tranh đến sau, bất kể vị trí hiện tại của chúng ta, mọi người đều là bạn bè, không cần phải cảnh giác đến như vậy. Hứa Minh Phong thở dài nói, mấy người nói thì nhẹ lắm, cũng không biết tôi chịu nhiều áp lực lắm. Nghiêm Thâm Minh nói, Hứa tổng, bạn bè là phải có lòng tin buổi tối nay hứa minh phong mời mọi người ăn hải sản quách khải toàn là người đến đầu tiên anh ta cũng không đến tay không mang một chai rượu đã ủ được 30 năm hứa minh phong nói tôi mời cậu mà cậu lại mang rượu đến khác nào giọng khách ác giọng chủ quách khải toàn cười nói anh hứa anh lại tính toán chi ly làm gì không có công việc thì chúng ta là anh em tốt nếu chai rượu này anh không muốn uống thì mang về chúng ta uống rượu anh mời Hứa Minh Phong chuẩn bị một chai mao đài phi thiên mặc dù cũng ủ được 3 năm, nhưng cũng có khoảng cách với chai rượu cậu ta mang theo. Hứa Minh Phong nói, đương nhiên sẽ uống chứ, không thể không để mặt mũi cho cậu được. Hứa Minh Phong gọi món ăn lên, Quách Khải Toàn để cho phục vụ rót rượu, cười nói, sao có chỉ có bốn gã đàn ông chúng ta vậy, hứa tổng không sắp xếp thêm vài mỹ nữ uống cùng. Hứa Minh Phong nói, các cậu còn thiếu hay sao, muốn mỹ nữ thì nên tự mang theo đi, tôi không muốn làm mấy chuyện phạm pháp. Quách Khải Toàn nói, cái người này đúng là không biết đùa mà. Anh ta ngồi xuống cạnh trương hợp hoang, nhóc hoang, thủ tục ở Seoul của cậu đã hoàn tất rồi, đại sứ quán tôi cũng đã tiếp đón, chỉ chờ ngày lành tháng tốt, chúng ta cũng nhau bay qua đó cắt băng khánh thành. Hứa Minh Phong và Nghiêm Thâm Minh không biết bọn họ còn có hợp tác công ty, Quách Khải Toàn cũng là một người có tâm cơ sâu, cố ý nói cho bọn họ nghe, để cho bọn họ biết mình và Trương Hợp Hoang cũng hợp tác mối làm ăn khác. Trường hợp hoang âm thầm cười, anh Khải Toàn, cái miệng này của anh thật không có thể bịt cửa lại, đừng hòng nhờ anh bảo vệ bí mật được. Quách Khải Toàn nói, hai chúng ta quan minh chính đại, cũng không phải người ngoài, cần gì phải giữ bí mật. Nghiêm thâm minh là người trưởng thành và cẩn trọng, nên không dễ dàng hỏi chuyện của người khác. Hứa Minh Phong lại có chút tò mò, hai cậu khai trương công ty gì? Trường hợp hoang biểu môi với Quách Khải Toàn nói, anh nói đi. Lúc này Quách Khải Toàn mới đem chuyện họ hợp tác mở công ty điện ảnh ở Seoul nói ra. Hứa Minh Phong nghe cậu ta nói xong không nhịn được liền bật cười, chạy đến Hàn Quốc để mở công ty điện ảnh. Chuyện mệt mỏi vậy mà hai người cũng nghĩ ra, thị trường ở đó rất lớn, ngay cả nghe hồng cũng không thể bằng. Hơn nữa cạnh tranh rất khốc liệt, sản phẩm trong nước của chúng ta không thể nào bằng phim nội địa của họ. Quách Khải Toàn nói, anh nói rất đúng, tôi cũng hiểu, nhưng anh có biết tại sao tôi và Trương Hợp Hoang lại cùng nhau hợp tác không? Là tin tưởng. Là tin tưởng đó anh hiểu không? Hứa Minh Phong đương nhiên hiểu tin tưởng là gì, nhưng đều là người trưởng thành cả, không thể mù quáng tin tưởng ai. Quách Khải Toàn lựa chọn hợp tác với Trương Hợp Hoang là do nhìn trúng năng lực của Trương Hợp Hoang, giống như mình cũng hợp tác với Trương Hợp Hoang để thực hiện chương trình tạp kỹ này. Bộ phim Tầm Tần Ký là bộ phim truyền hình mà Hứa Minh Phong muốn mua bản quyền phát sóng, nhưng vì tin tức hạn chế phim cổ trang đã làm anh do dự, Quách Khải Toàn vốn có hy vọng để có được bản quyền độc quyền phát sóng trên mạng và truyền hình. Nhưng vì Kiều Thắng Thiên tham gia, giá đã hơn 100 triệu. Nghiêm Thâm Minh nói, chúng ta uống rượu đừng nói chuyện công việc, Khải Toàn, khi nào hai cậu bắt đầu? Quách Khải Toàn gật đầu nói, đã bắt đầu rồi, đã chậm thì cần bắt đầu sớm. Vì dơ voi ập China mà đã thận trọng hơn rất nhiều cùng trường hợp hoang tiếp xúc thời gian dài càng nhận ra đây là một người có thể tạo ra những kỳ tích. Hứa Minh Phong nói, China Way có đội hình mạnh và đầu tư khủng, bên cậu cũng không phải kẻ ngốc. Quách Khải Toàn nói, lúc trước cũng không nghĩ là hai chương trình tạp kỹ này lại chiếu cùng một thời điểm, khẳng định bây giờ sẽ đối đầu trực tiếp. Trương Hợp Hoang nói, cạnh tranh là chuyện tốt, hy vọng cả hai chương trình đều có thể thu hút được người xem. Vài người ngồi cạnh đang cùng ly, Quách Khải Toàn nói, thực không dám giấu giếm, tôi cũng có xem qua hài vòng tuyển chọn ở hải ngoại, cảm giác thí sinh rất có trình độ. Hứa Minh Phong nói, lại bắt đầu kéo chúng tôi xuống. Quách Khải Toàn cười nói, tôi là đang nói sự thật. Hứa Minh Phong nói, hôm nay cậu muốn đến đây là dò la tình hình quân địch sao? Quách Khải Toàn nói, tôi thực tâm đến đây với trường hợp hoang, không giống như anh nói, bên tôi đã chính thức quay hình, bên anh cũng chuẩn bị bắt đầu thu hình, tôi nghĩ nếu muốn thăm dò, tìm một người khán giả, trà trộn vào trường quay của các anh không phải dễ hơn sao?" Nghiêm Thâm Minh nói, "Cậu xem bảo vệ bên tôi là loại thùng rỗng kêu to sao?" Toàn bộ khán giả đến trường quay đều phải ký hiệp nghị bảo mật. Quách Khải Toàn nói, "Đừng coi tôi là kẻ thù tưởng tượng, bên anh có xem qua lượt tìm kiếm không, chỉ số của China Way gấp 3 lần của bên anh." Trương Hợp Hoang nói, "Chuyện này không nói lên được vấn đề gì." Doanh thu vé bán trước của một bộ phim không đại diện cho tổng doanh thu vé cuối cùng của bộ phim đó. Giống như chương trình tạp kỹ kéo dài 2 tháng của bên em, danh tiếng là thứ cực kỳ quan trọng. Bên anh đã bắt đầu sớm hơn, tạm thời chưa biết được có phải là chim biết bay hay không, nhưng trước khi bay lên thì chuyện này chẳng khác gì chạy trước một quãng đường. Quách Khải Toàn nói, cái này cũng không thể nói là được chạy trước, trận đấu chính thức còn chưa bắt đầu, bên này chỉ là làm nóng người trước khi vận động, cuộc chiến thực sự chưa bắt đầu. Nghiêm Thâm Minh nói, "Tôi không muốn nói chuyện về công việc, khó khăn lắm mới có thể đi uống rượu một lần, nên nói về tình bạn của chúng ta thôi." Trên thực tế mọi người đều biết được tình bạn của họ không có nhiều thứ để nói, ăn uống no say xong, Quách Khải Toàn muốn mọi người cùng tham gia một club để thả lỏng, nhưng Hứa Minh Phong không có hứng thú, sau đó từ chối nói còn có việc để làm, thật ra là không muốn đi, Quách Khải Toàn vốn không phải người xấu. Nhưng thương trường như chiến trường, Ai có thể cam đoan rằng khi nào anh ta lại chui vào nội bộ đánh cắp thông tin. Nghiêm Thâm Minh nói đáp ứng người nhà về sớm, cuối cùng chỉ còn lại Quách Khải Toàn và Trương Hợp Hoang. Sau khi mọi người ra đến cửa, Quách Khải Toàn nói, đi vậy hai chúng ta đi chơi. Trương Hợp Hoang nói, hãy bỏ mấy cái suy nghĩ của anh đi, đừng bày hư em. Quách Khải Toàn cười nói, tôi bày hư cậu sao? Chúng ta là đối tác làm ăn. Trương Hợp Hoang chỉ vào bãi đổ xe, hứa tổng có sắp xếp cho em một chiếc xe, để em đưa anh về. Quách Khải Toàn nói, thật nhàm chán, tôi còn chưa uống rượu, yên tâm đi, tôi không thèm hỏi về bí mật của bên cậu đâu. Khoát tay lên bả vai của Trương Hợp Hoang. Hai người mới đi được vài bước, nhìn thấy phía trước có vài người đang đánh nhau, nói chính xác hơn là đang vây đánh, năm gã đàn ông lực lưỡng đang đánh, đạp vào người một chàng trai tóc dài, chàng trai đó cuộn tròn người lại trong tay ôm một cây đàn guitar. Một người xông lên giật lấy cây đàn guitar chuẩn bị đập, Trương Hợp Hoang nhìn không nổi, đang làm gì đó? Nhiều người như vậy đánh một người sao? Một vài người dừng đánh lại, tức giận nhìn Trương Hợp Hoang, sau đó có một gã chỉ vào Trương Hợp Hoang nói, anh không nên xen vào chuyện của người khác. Chàng trai bị đánh mặt mũi bầm dập ngồi dậy, nhìn theo ánh đèn Trương Hợp Hoang mới nhìn thấy rõ mặt của người kia là Phó Hạo, Phó Hạo từ sau khi Trương Hợp Hoang viết ca khúc bản thân bất chợt cho Tần Hồng thì anh ta rời đi không một lời từ biệt. Trương Hợp Hoang đã rất lâu không gặp lại anh ấy, từ khi mà anh ấy cắt đứt liên lạc với bạn gái mình là Tần Hồng, không ngờ Trương Hợp Hoang sẽ gặp lại anh ấy trong tình huống như vậy, mà còn trong bộ dạng rất thê thảm. Cho dù đây là người qua đường, Trương Hợp Hoang cũng không thể để họ bị bắt nạt, đương nhiên Phó Hạo thì càng không cần phải nói. Phó Hạo uống rượu xong thì bị đánh, ngồi đều không vững, đứng cũng không nổi, vừa đứng dậy đã bị một người đá ngã lăn ra đất. Trương Hợp Hoang nhìn thấy liền tức giận, chỉ vào kẻ đã đá anh ấy, mày thử lại lần nữa xem. Năm gã đàn ông nhìn nhau rồi cười, vừa gạt chân phó hạo xong lại nhấc chân lên đạp phó hạo một lần nữa, tao cứ thích làm đó. Hắn ta chưa nói hết câu, Trương Hợp Hoang đã giống như báo săn mồi, vọt về phía trước, tung một đấm vào cầm hắn ta, Trương Hợp Hoang lại tung thêm một đấm nữa, chỉ một đấm đã khiến gã kia ngã lăn ra đất. Quách Khải Toàn nhìn thấy Trương Hợp Hoang xông lên, mình cũng không thể trơ mắt đứng nhìn, hét lớn một tiếng, tôi đến đây vừa mới đến gần đám người đã thấy một nắm đấm phóng đại ngay. Binh Quách Khải Toàn đã tự đánh giá cao khả năng chiến đấu của mình. Trường hợp hoang căn bản không cần anh ta hỗ trợ, người này chỉ làm vướng thêm thôi chứ chẳng giúp đỡ được gì. Khi mà trường hợp hoang đã đánh cho năm tên kia nằm lăn trên đất, Quách Khải Toàn ngồi ôm mặt, trong mắt thẫn thờ không còn tí ánh sáng nào. Trước tiên trường hợp hoang đỡ Phó Hạo từ đất đứng lên, Phó Hạo chỉ bị thương ngoài da vài chỗ, có điều uống rượu khá nhiều, ánh mắt mờ mịt nhìn Trương Hợp Hoang, xong lại nhìn anh cười ngây ngốc. Trương Hợp Hoang nói với Quách Khải Toàn, đi thôi, rời khỏi nơi này trước đã. Phó Hạo cũng không quên nhặt chiếc guitar của mình. Quách Khải Toàn trước khi bước đi còn đánh tên kia một cái, hung hăng đạp thẳng vào bụng một cước, thật đáng ghét, ánh mắt của anh ta tràn đầy sự giận dữ. Trương Hợp Hoang gọi điện thoại cho lái xe đến đón cả ba người họ lên xe. Trương Hợp Hoang đưa cho Phó Hạo một chai nước, Phó Hạo uống ừng ực ngụm lớn hết sạch, đầu óc có vẻ đã tỉnh táo hơn chút, chớp mắt, thầy Trương, sau đó dừng mắt trên cây đàn guitar của mình, sau trận ẩu đã khi nãy thì đàn đã hư hỏng nghiêm trọng. Quách Khải Toàn ở bên cạnh nói, tính ra anh may mắn đó, nếu như hôm nay không gặp được chúng tôi chắc có lẽ anh đã gặp rắc rối to rồi. Phó Hạo căn bản không để vào tai những lời đó, mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào cây đàn guitar của mình, hai tay ôm lấy phút ve cây đàn guitar đây là cây đàn đầu tiên mà Tần Hồng mua cho anh ấy, mười mấy năm trôi qua, nhưng Phó Hạo vẫn luôn quý trọng nó, lúc trước không từ mà biệt chỉ mang theo mỗi cây đàn guitar này. Hiện giờ cây đàn đã hỏng, Phó Hạo dùng sức cắn chặt vào môi mình, lòng tràn ngập ấy nấy. Trường hợp hoang đoán được cây đàn guitar này rất có ý nghĩa với anh ấy, liền an ủi nói, anh Hạo, cây đàn này có thể sửa lại được. Phó Hạo gật đầu rồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ xe, thấp giòn nói, cảm ơn, phiền mọi người dừng xe lại phía trước. trường Hợp Hoang yêu cầu tài xế dừng xe lại bên đường, Phó Hạo cũng xuống xe, bước chân trao đảo tiến về phía trước. Quách Khải Toàn nói, anh bạn này uống quá nhiều, sao vẫn có cảm giác tâm tình không tốt lắm, không phải là muốn đi nhảy cầu đấy chứ. Vì cách đó không xa là một cây cầu. trường Hợp Hoang quyết định đi xuống xe cùng xem, còn nói tài xế chở Quách Khải Toàn về trước, Quách Khải Toàn không đồng ý, anh chàng này rất ham vui nên cũng cùng Trương Hợp Hoang xuống xe. Phó Hạo đi càng lúc càng chậm, đi đến bên cây cầu, ông cây đàn guitar ngồi xuống, im lặng nhìn dòng xe cộ đông đúc qua lại trên cầu. Trương Hợp Hoang đến máy tự động bán nước ven đường mua ít bia rượu, đi tới và đưa một lon cho Phó Hạo. Phó Hạo ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, tại sao cậu chưa đi? Trương Hợp Hoang mở lon bia ra, uống một ngụm nói, lâu lắm rồi mới gặp lại anh, nên muốn tâm sự với anh một chút quách khải toàn vẫn đang mua đồ ở máy bán hàng tự động bên trong hàng hóa có hơi ít đa dạng để xem tình hình hôm nay có đi club đêm không dù có thể đi thì anh ta cũng không đi nên giữ thanh danh và hình tượng của mình phó hạo nói tôi vừa uống rồi bị bọn ho theo chân rồi xảy ra ẩu đả cảm ơn hai người đã giúp đỡ cho tôi đầu óc đã tỉnh táo hơn ký ức cũng đã quay lại anh ấy nhớ rõ vừa ở quán bar đó hát vài bài bỗng nhiên nhiên có vài người gây ồn ào phá hỏng không khí anh ta không phải là ca sĩ thường trú trong quán bar, cho nên quán bar mới không quản chuyện này, rời khỏi Nam Giang được mấy ngày, tâm trạng của anh ta luôn rối bời như vậy, tưởng rằng sau khi đi có thể như tái sinh lại, nhưng sự thật trước mắt vẫn vấp phải khó khăn muôn trùng. Trương Hợp Hoang nói, gần đây anh có liên lạc với chị Hồng không? Phó Hạo lắc đầu, không có liên lạc, cô ấy có khỏe không? Trương Hợp Hoang gật đầu. Phó Hạo cười gượng một cái, cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy. Trương Hợp Hoang nói, cũng không phải là tôi chăm sóc chị ấy, mà ngược lại là chị Hồng giúp tôi rất nhiều, không có chị ấy thì văn phòng làm việc của tôi không thể khai trương được như vậy, chị Hồng là người rất tốt, không có tư lợi riêng, làm việc rất cẩn thận. Phó Hạo nói, chỉ cần là cậu viết bài hát cho cô ấy, tôi đều nghe cả. Trương Hợp Hoang nói, anh còn ca hát không? Phó Hạo gật đầu. Trương Hợp Hoang nói, anh đàn guitar tốt như vậy, có nguyện ý giúp tôi ở Tinh vực không? Phó Hạo thở dài nói: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi có giấc mơ âm nhạc của riêng mình, vì giấc mơ viễn vông này mà tôi đã làm ra rất nhiều chuyện không đáng, cũng làm tổn thương Tần Hồng rất nhiều. Trong quá khứ thì tôi vẫn nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, lần này tự mình rời đi thì nhận ra rằng không có tôi thì cô ấy vẫn có thể sống tốt." Trương Hợp hoang nói: "Anh Hạo, dường như anh không thay đổi gì nhiều, anh vẫn cứ thích suy nghĩ mọi chuyện từ góc nhìn của chính mình, làm sao anh biết chị Hồng vẫn sống tốt?" làm sao anh biết được chị ấy có hạnh phúc hơn trước đây hay không? Anh có biết rằng chị ấy vẫn giữ Sky City 3 để làm gì không? Bởi vì chị Hồng lo lắng nếu có một ngày anh quay trở về thì sẽ không còn tìm thấy nhà để trở về. Phó hạo khóe môi anh giật lên, anh nhanh chóng quay mặt đi bởi vì đã không còn khống chế được giọt nước mắt đang trào ra. Quách Khải Toàn đi bộ, trong tay cầm hai gói đậu phộng ngũ vị, hai người uống mà không ăn gì sao? Trương Hợp Hoang nhìn con mắt bầm đen của anh ta mà không nhịn được mà bật cười hẳn lên. Cười cái gì, là do lâu rồi anh đây không vận động, chứ vài tên nhóc con đó một mình tôi cũng có thể ứng phó được. Quách Khải Toàn lại khoác lác, ngồi xuống cạnh Trương Hợp Hoang, tự mình cân nhắc, trước giờ chưa đánh nhau bao giờ. Trương Hợp Hoang đã chạm vào anh ta bằng một lon nước. Có thể nói Quách Khải Toàn cũng là một người chính trực, vừa nãy Quách Khải Toàn cũng xông lên mà không nói hai lời tuy là một kẻ gian xảo trong chiến trường nhưng sau việc này cũng có thể chứng tỏ anh ta đã xem mình là bạn bè phó hạo đặt lon nước xuống lấy từ trong túi quần ra một sợi dây thun buộc tóc lên trường hợp hoang phát hiện bây giờ anh ta vừa gầy vừa đen phó hạo nói vừa rồi cảm ơn hai người đã giúp đỡ tôi quách khải toàn nói không cần khách sáo bạn của trường hợp hoang thì cũng là bạn của tôi phó hạo hay là chúng ta tìm một chỗ để uống đi tôi mời mọi người Quách Khải Toàn nói, "Cái này được, ngồi ngắm xe cổ qua lại với gió sông mát mẻ, bên cạnh còn có máy bán hàng tự động, khi nào ba chúng ta uống hết bia trong đó thì tự động rời đi." Trương Hợp Hoang nhìn thoáng qua bên máy bán hàng tự động, thấy bên trong cũng không còn nhiều lắm. Trương Hợp Hoang giúp hai người họ giới thiệu một chút, Quách Khải Toàn khi nghe Phó Hạo là một ca sĩ, thật ra lần đầu nhìn thấy đã biết Phó Hạo là người gặp thất bại trong âm nhạc. Trong âm nhạc thì người như vậy rất nhiều muốn làm âm nhạc nhưng không trao chuốt, nhét nhát, lại tự cho mình tài giỏi, nhưng thị trường âm nhạc không cần nên liền biến thành bộ dạng như bây giờ. Dù sao thì Phó Hạo cũng nhìn có vẻ nghệ sĩ hơn so với trường hợp hoang, Quách Khải Toàn không biết nhiều về Phó Hạo lắm, nhưng một người đã ở độ tuổi 30, sống lưu lạc đầu đường xó chợ, lại bị người khác đánh, cây đàn acoustic guitar cũng bị người ta phá hư, quá thê thảm để trở về. Quách Khải Toàn nói, anh Phó hát thể loại nhạc gì? Trương Hợp Hoang nói, anh Hạo là tay guitar cừ khôi. Phó Hạo uống một ngụm bia nói, thầy Trương, lại đùa tôi rồi, ở Bình Giang thì còn có thể chứ cả nước thì tôi có trình độ nào dám so. Quách Khải Toàn nói, tôi thấy anh Phó hình như hơi quen mắt, ngày xưa có tham gia chương trình tuyển chọn nào không? Anh ta chỉ cố ý nói vậy chứ không để Phó Hạo vào mắt. Phó Hạo nói, cũng có thể, do gần đây tôi có tham gia thử giọng cho Dơ Voi. Trương Hợp Hoang và Quách Khải Toàn nhìn nhau không nghĩ đến anh ta nói bậy bạ mà vẫn trúng, càng không nghĩ đến Phó Hạo tham gia thử giọng cho dơ voi. Điều trường hợp hoang quan tâm là Phó Hạo có lọc vào danh sách vòng mở đầu không? Quách Khải Toàn nói, anh đến Hàng Châu vì tham gia thử giọng cho dơ voi sao? Phó Hạo gật đầu, điều này chứng minh là anh ta đã lọc vào vòng mở đầu. Trường hợp hoang âm thầm thở phào, Phó Hạo liệu có biết dơ voi ập China là chương trình tạp kỹ do mình thực hiện hay không? Chắc có lẽ là không biết, Tuy nhiên tinh vực đơn vị hợp tác, nhưng mà trên các phương tiện truyền thông chỉ thông báo là hợp tác của Yuku và Blue TV là chính, và mọi người hầu hết chỉ nhớ đến Blue TV, đây là điều không thể tránh khỏi, giống như thế giới song song kia hợp tác giữa sáng tinh và chiếc vệ mọi người chỉ nhớ chiếc vệ. Quách Khải Toàn nói, China Way của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang nổi tiếng hơn sao anh không báo danh tham gia thi bên China Way. Phó Hạo cười nói, đúng là China Way nổi tiếng hơn, thí sinh tham gia cũng có tài năng, mới vòng loại đầu đã có rất nhiều tham gia thi, cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, cho nên tôi nghĩ rằng chọn một chương trình ít nổi hơn, thì đối thủ cạnh tranh cũng ít hơn, biết đâu được bản thân sẽ có thêm cơ hội. Nghe được lời giải thích này Quách Khải Toàn đắc ý nhìn Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang biết anh ta suy nghĩ cái gì, cười tủm tỉm với Phó Hạo nói, anh Hạo lần này anh lựa chọn chính xác rồi. Quách Khải Toàn nói, cạnh tranh càng khốc liệt thì độ nổi tiếng mới càng cao. Phó Hạo lắc đầu nói, Tôi đã thử tham gia ở doanh trại huấn luyện rồi, sau khi đi mới phát hiện ra nhiều thí sinh rất tài năng. Điện thoại của anh ta vang lên, Phó Hạo lấy ra, màn hình điện thoại đã bị hỏng nhưng nó không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Vận cát, tôi đang ở bên ngoài uống rượu, ồ, được, tôi trở về liền. Phó Hạo cúp điện thoại rồi nói với Trương Hợp Hoang, tôi và người bạn Vận Cát có chút việc gấp, nên tôi về trước. Trương Hợp Hoang nói, lưu lại số điện thoại đã. Phó Hạo do dự một chút rồi gật đầu. Phó Hạo đi rồi, Trương Hợp Hoang và Quách Khải Toàn vẫn đang ngồi ở đó, Quách Khải Toàn đang hưởng thụ cảm giác hiện tại, điều này khiến cho anh ta nhớ lại khoảng thời gian đi du học, cũng hay ngồi ngoài đường uống bia rượu. Trương Hợp Hoang nói, anh không đi à? Quách Khải Toàn nói, cậu không thấy ở đây uống bia rất thoải mái sao? Trương Hợp Hoang không cảm thấy, Quách Khải Toàn vừa nói vừa mở lon bia khác, gần đây tôi chịu rất nhiều áp lực từ công ty chương tình China Way liên quan đến sự sống chết của TI video của chúng tôi. Nếu nó thất bại thì tôi không biết giải thích thế nào với anh trai mình. Trường Hợp Hoang cười nói, anh sẽ không thực sự xem em trở thành đối thủ chứ. Quách Khải Toàn lắc đầu nói, cái này thì không phải, dù sao thì dơ voi ập China và China Way tồn tại mối quan hệ cạnh tranh nhưng nó không lớn đến vậy, biết đâu có thể cùng thắng lợi. Trường Hợp Hoang vỗ vai anh ta nói, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, China Way sẽ thất bại không phải nghi ngờ gì cả. Này, lời này của cậu anh không thích nghe, anh ước cả hai đều có thể cùng thắng lợi, tại sao tên nhóc nhà cậu cứ phải dẫm đạp lên bên tôi gì? Trường hợp hoang uống một ngụm bia lớn, nhìn ánh đèn ô tô qua lại, không phải anh muốn dẫm đạp quách khải toàn mà chính là do sự phát triển của thời đại là như vậy, thẩm mỹ của khán giả đã thay đổi, thì chương trình tạp kỹ cũng phải khơi gợi được hứng thú của người xem, nếu không thất bại là điều chắc chắn xảy ra. Quách Khải Toàn thở dài, anh rất muốn dùng 60 triệu để mang bản quyền độc quyền phát sóng mạng của tầm tầng ký, nhưng mà ban giám đốc không đồng ý chuyện này. Anh trai anh không phải chủ tịch sao? Bởi vậy nên đám người đó đều nhắm vào anh trai anh, nói anh ấy không biết dùng người. Vậy mà anh còn muốn mua? Tôi không phải lên thuyền của cậu trộn đồ. Quách Khải Toàn nói xong thì nở một cười ngốc, anh ta đương nhiên không ngốc một bộ phim truyền hình 4 sao nhìn thế nào cũng thấy sẽ có khí chất nổi tiếng, 60 triệu có thể mua lại bản quyền phát sóng mạng, nếu lúc trước mình dứt khoát hơn thì 90 triệu đã có thể mua đứt bộ phim. Trường hợp Hoang nói, đừng nghĩ quá nhiều, cho dù chương trình tạp kỹ không tốt thì còn phim truyền hình, một trong hai thể nào cũng phải có một cái tốt. Cậu không thích anh sao, hai chương trình đều hot không phải tốt hơn nhiều à. Vậy chúc anh hạng một chương trình nào cũng thành công vang dội bao gồm cả bộ phim điện ảnh của chúng ta vào nửa cuối năm nay. Quách Khải Toàn nói, nói đến bộ phim điện ảnh này, giống như cậu đang trêu đùa anh, anh còn chưa từng thấy quá, còn quay ở Hàn Quốc, cậu cảm thấy trong nước chúng ta có khả năng thành công đến mức nào. Trường hợp Hoang nói, thật khó để nói doanh thu ở Trung Quốc nhưng vẫn có niềm tin vào doanh thu quốc tế, cả trong và ngoài nước doanh thu phòng vé cũng phải được 100 triệu đô la Mỹ, cái này đảm bảo. Cậu không nổ thì cậu sẽ chết à? Bây giờ ngay cả quốc sư cũng không dám nói doanh thu phòng vé của mình đạt đến con số này, bộ phim điện ảnh Tần Hoài thập tam sai, doanh số bán vé không tốt lắm, danh tiếng cũng bình thường. Căn cứ vào ước tính của ngành thì doanh số bán vé thì cao nhất cũng chỉ 400 triệu. Trường hợp Hoang Lắc đầu nói, không chỉ nhiêu đó, tầm 600 triệu. Được cho dù là 600 triệu, quốc sư mới được 600 triệu mà một bộ phim điện ảnh tiền đầu tư không cũng phải 600 triệu. Anh tin Quách Khải Toàn nói, tin hay không là một chuyện, dù sao 200 triệu cũng không đủ đi, đạo diễn lớn, nhà sản xuất lớn, ngôi sao Hollywood, chỉ như vậy đã đủ bay mất ít nhất cũng 600 triệu, một bộ phim thanh xuân vườn trường mà có thể thu được 100 triệu đô la Mỹ. Anh không tin tưởng ở em sao? Quách Khải Toàn nói, tôi là một đạo diễn thất nghiệp và nam diễn viên chính là bạn thân. Trường hợp hoang liếc anh ta một cái. Quách Khải Toàn nói, tôi không có mù, đừng tưởng tôi không nhìn ra, bộ phim này là vì an nhiên, danh xưng cô gái được tìm kiếm của cô ấy không phải là giả, nhưng ngoại trừ tần hoài thập tam sai thì cô ấy còn bộ nào khác. Căn bản không thể vượt được vé bán, chưa kể đến nhân vật nam chính nữa. Quách Khải Toàn nhìn Trương Hợp Hoang cười ha ha. Trương Hợp Hoang nói, anh cười cái gì, bộ em không vừa mắt anh chỗ nào à. Quách Khải Toàn nói, tôi không có ý khinh thường cậu, hai người chỉ là diễn viên mới và đạo diễn hạng ba đi đóng một bộ phim Hàn Quốc. Không phải là phim Hàn Quốc, mà là phim sẽ có hai phiên bản ngôn ngữ, nhưng vì câu chuyện có bối cảnh Hàn Quốc nên em mới chọn Seoul làm địa điểm quay phim. Quách Khải Toàn nói, dù sao cũng không đầu tư nhiều lắm, tôi khuyên cậu không cần mục tiêu cao như vậy, chỉ cần đủ thu hồi phí là được. Trương Hợp Hoang nói, bây giờ em đang có 10 triệu tiền đầu tư, em và An Nhiên không lấy tiền các xe cũng được, lấy tiền các xe chia thành cổ tức, đầu tư cá nhân thêm 5 triệu nữa, đừng nói em không cho anh cơ hội, còn có 5 triệu nữa, anh muốn bỏ hay không? Quách Khải Toàn nói, không phải nói là 30 triệu sao, bộ phim này đồng tác giả chỉ có 20 triệu. Trương Hợp Hoang nói, kịch bản ban đầu không phải đầu tư sao? Tiền cắt xê không tính là đầu tư. Vậy còn tiền sản xuất âm nhạc cũng không tính luôn à? Không có 5 triệu đầu tư của anh thì người em này vẫn có thể tự làm được. Quách Khải Toàn nói, tên nhóc nhà cậu thật ác, bộ phim điện này chỉ cần 10 triệu là đủ rồi, tôi đầu tư 5 triệu, cậu còn kéo nhiều người đầu tư khác thêm 10 triệu, vậy bây giờ cậu đã có lãi rồi. Trương Hợp Hoang nói, nếu anh vẫn cảm thấy chưa ưng ý thì em đem bán bản quyền phát sóng mạng bộ phim này cho TI Video. Quách Khải Toàn kinh ngạc nhìn anh, đang đoán xem cậu ta có tính kế gì không, cậu tính bán bao nhiêu tiền. 10 triệu đi. Cậu cho tôi là đồ ngốc sao, cậu bán độc quyền phát sóng mạng 10 triệu nếu tôi thực sự ký hợp đồng thì ban giám đốc của TI sẽ không giết tôi chứ. trường Hợp Hoang nói, chi nhánh ở Seoul là hợp tác của công ty chúng ta, bản quyền phát sóng bán bao nhiêu thì cũng có phần chia hoa hồng của anh, em nói anh sao như khuỷu tay quay ra ngoài vậy, công ty của chúng ta và TI Video thì cái nào trọng yếu hơn anh phải biết chứ. Quách Khải Toàn nói, chính vì chuyện này nên cậu bán 10 triệu tôi cũng không mua được, nó rất nhạy cảm, không thể làm. Trương Hợp Hoang nói, thôi anh không cần thì em bán cho Yuku. Hứa Minh Phong cũng không phải kẻ ngốc, anh ta sẽ chịu bỏ ra 10 triệu để mua bản quyền phát sóng mạng sao. Trương Hợp Hoang nói, bây giờ có thể không, nhưng đợi đến khi dơ voi ập China phát sóng nói không chừng sẽ được, dù sao cũng không cần bán vội. Quách Khải Toàn nói, nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì không cần bán vội, chờ khi phim điện ảnh ra, nếu doanh thu phòng vé được 100 triệu đô la thì khi đó anh ra giá 30 triệu mua độc quyền phát sóng mạng phim này." Trường hợp Hoang nói, một lời đã định, dù sao anh cũng kiếm tiền được cả trong lẫn ngoài. Quách Khải toàn biểu môi, nghĩ rằng nếu cậu có thể bán được 100 triệu đô la Mỹ, tôi sẽ ăn luôn cái máy bán hàng tự động này, nhưng đây chỉ là những lời nói trên môi thôi, làm người thì không nên cái gì cũng nói ra. Blue TV và Yuku vì muốn tiếp mục thu lại hiệu quả nên đã liên kết tạo ra một trại huấn luyện tại đây là huấn luyện nội bộ học viên nhập học ở đây có thể được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp trường hợp hoang đến trại huấn luyện trước thăm nhâm thuần nhâm thuần được tuyển thẳng nên không tham gia buổi thử giọng bởi vì nhan sắc nổi bật nên cô ấy được các học viên chú ý đến không chỉ vậy gần đây có không ít các công ty đĩa nhạc cũng đến tìm hiểu thăm dò có công ty còn theo dõi nhâm thuần nhâm thuần vừa kết thúc lớp học dạy kèm nhìn thấy trường hợp hoang đến thăm mình cô rất bất ngờ, tay ôm tài liệu giảng dạy chạy ra đón tiếp, Trương Tổng, sao anh lại đến đây? Trương Hợp Hoang cười nói, tôi đến Hàng Châu, đương nhiên phải quan tâm đến nghệ sĩ của công ty mình rồi, thế nào? Cô đã thích ứng với sinh hoạt ở đây chưa? Nhâm Thuần nói, cảm ơn Trương Tổng đã quan tâm, rất tốt. Nhưng có vẻ như những người được tuyển thẳng như tôi rất ít, đa số mọi người đều thi vòng tuyển chọn rồi nhập học, nên bọn họ cho rằng tôi có người chống lưng. Trương hợp hoang trong đầu nghĩ cô bé này thật ngây thơ, đúng là có người chống lưng mà, nếu không có mối quan hệ hợp tác của tinh vực, cô không có khả năng được tuyển thẳng đâu. Hai người đang nói chuyện thì ba mẹ của Nhâm Thuần đến, cùng con gái đến đây nên mấy ngày này đều đang ở Hàng Châu. Nhâm đương hành thấy trương hợp hoang liền chạy đến bắt tay anh, trương tổng, hôm qua tôi nghe tiểu thuần nói cậu cũng đang ở Hàng Châu, đang muốn liên lạc với cậu gặp mặt. Trương hợp hoang nói, nhâm tổng không cần khách khí. Tiểu thuần gần đây tiến bộ rất nhiều Cũng nhờ vào trương tổng chiếu cố nó Như vậy đi Chúng ta cùng đi ăn trưa Tán gẫu một chút Trương hợp hoang cười nói Nhâm tổng Buổi chiều tôi còn phải về Nam Giang Sợ không kịp ăn trưa rồi Nhâm đương hành nói Việc ghi hình sẽ được tổ chức ở đây Trương tổng không ở lại đây chỉ đạo sao Trương hợp hoang hơi mắc cười Anh cũng không cần phải chạy lịch trình theo chương trình Anh lắc đầu nói Tất cả đều thu xếp ổn thỏa rồi, tôi còn phải về để xử lý nhiều việc trọng yếu. Nhâm đương hành để cho con gái và vợ mình đi chuẩn bị trước, một mình ở lại nói chuyện với Trương Hợp Hoang, Trương Tổng, cậu nhìn thử, lần này Tiểu Thuần có thể tiến xa không? Trương Hợp Hoang cười nói, Nhâm Tổng, mong muốn ban đầu của ông không phải vì danh lợi, tiến được bao xa thì đi bấy nhiêu, đừng gượng ép. Nhâm đương hành nói, tôi cũng không gượng ép gì, nhưng là đang tham dự một cuộc thi, cũng nên phát triển đi lên, Tiểu Thuần cũng rất nhiệt huyết với cuộc thi này, tôi thân là bố nó cũng không mong nó bị loại quá sớm. Nhâm Tổng không tin tưởng con gái mình sao? Nhâm Đương Hành nói, tôi đương nhiên tin tưởng, nhưng mà những vòng thử thách này đều thâm sâu khó dò, tôi cũng không biết nhiều người, chỉ có một mình cậu. Trương Tổng cậu nói thẳng đi, cần chuẩn bị gì thì bên tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trương Hợp hoang thầm than trong bụng, Nhâm Đương Hành đúng là một thương nhân, đúng là có chút tiền nhưng trình độ của ông ta lại không đủ. Trương Hợp Hoang nói, ông yên tâm đi, Nhâm Thuần là nghệ sĩ của công ty tôi, cô ấy đi thi là đại diện của công ty cũng như lợi ích bên công ty tôi, công ty sẽ cố gắng hỗ trợ cô ấy tiến xa hết mức có thể. Nhâm Đương Hành nghe anh nói như vậy như được tặng một viên thuốc an thần, mặt mày hớn hở. Trương Hợp Hoang nói, ông đã đọc bản sao thiết kế của công ty chưa? Nhâm Đương Hành nói, có đọc qua, không phải là hơi kể khổ hay sao? Phải kể khổ, nếu như chúng ta không kể khổ thì người khác sẽ làm, họ sẽ được mọi người thương cảm. Nhâm đương hành gật đầu nói, cũng được, những đứa trẻ khóc sẽ có sữa, tôi sẽ cân nhắc kỹ. Trương hợp hoang nói, vậy nên hai vợ ông phải ăn mặc đẹp vào, giữ hình tượng sẽ giúp nhâm thuần có thêm nhiều điểm. Nhâm đương hành nói, chúng tôi sẽ xuất hiện trên nhiều ống kính sao. Phải, vì vậy nên ông cùng vợ cần có hình ảnh thật đẹp, trước ống kính xuất hiện như một cảnh đẹp có khi hai người nổi tiếng trước khi nhâm thuần nổi tiếng không biết chừng. Nhâm đương hành mừng đến miệng không khép lại được, tôi cần phải đi tập thể hình, gần đây hơi báo rồi. Trương hợp hoang nâng cổ tay lên nhìn, nhâm tổng, tôi còn có việc phải đi, sao chúng ta không nói chuyện ở đây trước luôn đi. Nhâm đương hành nói, chúng ta cùng đi ăn trưa rồi bàn bạc. Trương hợp hoang cười nói, đổi ngày khác đi, chúng ta sẽ ăn cùng nhau ở Nam Giang, tôi thực sự có việc nhâm đương hành nghe anh nói vậy cũng không tiếp tục miễn cưỡng trường hợp hoang đúng là đang có việc hôm nay ngoài việc đi thăm nhâm thuần thì còn muốn ghé qua thăm phó hạo anh hỏi thăm một người trong học viện dựa vào người học viên chỉ tới được phòng của phó hạo vừa đến cửa đã nghe được bên trong truyền ra giọng hát trường hợp hoang lắng nghe thử một chút nghe giọng hát này thì không phải là phong cách hát của phó hạo nhưng giọng hát rất tình cảm xen lẫn giữa những nốt cao và sự tha thiết trong đó Giống như âm thanh từ một đĩa nhạc xưa vang lên, trường hợp hoang đoán anh ta sử dụng âm cổ, cách sử dụng đa dạng khi trộn giọng. Trường hợp hoang nhấn chuông cửa. Một chàng trai thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt, nhìn trường hợp hoang, anh tìm ai? Trường hợp hoang cười nói, cho hỏi có phải phó hạo ở đây không? Anh ấy đang tập luyện, sẽ về sớm thôi, mời anh vào trong ngồi. Trường hợp hoang vào phòng, thấy căn phòng không quá lớn nhưng đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp. Người thanh niên này là bạn cùng phòng của phó hạo tên Kim Dung Jin, cậu ấy mời Trương Hợp Hoang ngồi, hai người trò chuyện một lúc. Trương Hợp Hoang mới biết được cậu ấy là một ca sĩ người Hàn Quốc, sau khi lục lọi lại trí nhớ của mình thì hình như cậu ấy là hát chính của một nhóm nhạc. Hỏi ra thì đúng là như thế, ngày xưa cậu ấy từng là hát chính của Ari Rang, còn từng xuất hiện trên sân khấu gala hội xuân với tư cách nhóm nhạc. Trương Hợp Hoang rất thích giọng hát của cậu ấy, vị ca sĩ này có cách hát tiếng Trung rất độc đáo, có lẽ là vì cậu ấy là người Hàn Quốc nhưng đáng lẽ cậu ấy sẽ tham gia dơ voi ở China mùa thứ hai xem ra thế giới song song cũng có nhiều chuyện thay đổi khi hai người đang nói chuyện thì Phó Hạo trở về trên mặt vết bầm tím tối qua lại càng nghiêm trọng hơn anh ta cười xấu hổ đều nói với người khác là do mình uống nhiều quá mà té ngã Kim Dung Dinh nói tôi ra ngoài trước hai người nói chuyện đi cậu ấy rời đi cũng tiện tay đóng cửa lại Phó Hạo nói. Tôi vừa mới biết thì ra là công ty của cậu hợp tác với The Voice of China. Trương Hợp Hoang đem chuyện sự tình của chương trình này nói với Phó Hạo. Phó Hạo cảm thán nói, cậu thật sự rất lợi hại, ngày xưa Tần Hồng kính trọng như vậy, mắt nhìn người của cô ấy quả nhiên không sai. Trương Hợp Hoang nói, vậy ý anh nói là chị ấy nhìn thấy anh cũng vậy đúng không? Phó Hạo xấu hổ cười nói, sự lựa chọn sai lầm duy nhất của cô ấy trong tình yêu chính là chọn tôi, bây giờ suy nghĩ lại thì tôi có lỗi với cô ấy rất nhiều. Ở cùng nhau bao năm nhưng tôi không khiên cho cô ấy vui vẻ được mấy lần, chỉ toàn gây thất vọng mà thôi. Trương Hợp Hoang nói, vậy lần này cố gắng biểu hiện đi. Phó Hạo lắc đầu nói, không giấu gì cậu, tôi tham gia chương trình tạp kỹ lần này vì tôi muốn giải nghệ. Trương Hợp Hoang nói, vừa mới bắt đầu đã muốn bỏ chạy, chị Hồng mà biết được sẽ rất khinh thường anh. Phó Hạo nói, cho nên tôi mới chọn ở lại, cho dù cuối cùng kết quả có ra sao thì cũng nhất định thể hiện hết mình trên sân khấu. Đúng vậy, anh đã lọt vào vòng trong, hãy chứng minh năng lực của bản thân, không có lý do gì để bỏ cuộc giữa chừng nữa cả. Phó Hạo nói, tôi hiểu rõ khả năng của mình, nếu tôi có thể vượt qua vòng đầu tiên, sẽ đến vòng tham gia đội của các giám khảo, ban đầu tôi đã nghĩ rằng năng lực của các thí sinh sẽ không kém cạnh gì nhau. Nhưng đến nơi huấn luyện mới biết được rằng toàn là những nhân tài tiềm ẩn, như Kim Dung Jin. Cậu ấy hát rất hay, nếu so sánh tôi và cậu ấy, khẳng định rằng thực lực của tôi quá yếu. Trường hợp Hoang cười nói, anh Hạo, sở trường của anh là nhạc cụ, thế nào? Hay là gia nhập công ty của tôi, về sau anh và chị Hồng có thể tiếp tục sát cánh bên nhau. Trường hợp Hoang thật lòng muốn hai người Tần Hồng và Phó Hạo tái hợp. Phó Hạo nói, cảm ơn lời mời của cậu, hiện tại tôi chưa tính lâu dài đến vậy, để kết thúc chương trình xong chuyện này từ từ bàn tính cũng được anh đừng xem dơ voi ở China là một trận đấu, chương trình tuyển chọn khác với thi đấu. Khi thi đấu thì chúng ta phân cao thấp, nhưng tuyển chọn thì là sự đánh giá toàn diện của ban khám khảo từ đó chọn ra thí sinh có giá trị thương mại, cho nên dơ voi ở China không chỉ là chương trình phân tranh về giọng hát không thôi. Phó Hạo có chút nghi ngờ, không phải đang tìm kiếm giọng ca tốt sao? Tại sao lại không phải so về kỹ thuật hát? Trường hợp Hoang nói, giọng hát đương nhiên rất quan trọng, nhưng cũng có những năng khiếu khác quan trọng không kém, ví dụ như anh giỏi về đàn guitar, lên sân khấu thể hiện khả năng đàn hát của anh sẽ khiến anh có thêm điểm cộng. Phó Hạo gật đầu. Ngoài ra, cũng cần có người thân cổ vũ, anh nên tìm kiếm một số người giúp anh cổ vũ, ví dụ như vài người bạn cùng chơi nhạc trước đây, như là Trương Hợp Hoang không nói tên Tần Hồng ra nhìn Phó Hạo cười cười, tin rằng anh ấy sẽ hiểu mình muốn nói gì. Lúc Trương Hợp Hoang rời đi thì lại gặp Kim Dung Dinh. Khi xưa trường Hợp Hoang có ấn tượng tốt với Kim Dung Jin, người này là một ca sĩ siêu thực lực, nhưng độ nổi tiếng lại không tốt. Anh ta tham gia The voi of China mùa thứ hai và đạt được là thí sinh có sự lựa chọn xoay ghế của ban cố vấn trong thời gian ngắn nhất. Cuối cùng trong mùa thứ hai thì anh ấy đạt được hạng, từ sau The voi of China Kim Dung Jin cũng không có tác phẩm nào nổi tiếng. Mãi đến năm 2019 lại tiếp tục tham gia chương trình The voi bên Hàn Quốc, khi đó mới đạt được vị trí quán quân với tư cách là ca sĩ ngoại quốc. Chỉ tiếc là người này thiếu may mắn, không thể tạo một cơn gió lớn ở trong giới âm nhạc được. Trường hợp Hoang vì là chủ của công ty tinh vực, cho nên đối với một ca sĩ mạnh mẽ và thành thạo hai thứ tiếng Trung và Hàn như Kim Dung Dinh thì rất có hứng thú. Hai người lại gặp nhau, đều nở nụ cười. Trường hợp Hoang nói, có phải là anh Kim không? Kim Dung Dinh cười nói, tôi là bạn cùng phòng của Phó Hạo. Trương Hợp Hoang lấy trong túi ra một chiếc danh thiếp của mình, Kim Dung Dinh hai tay nhận lấy, nhìn danh thiếp của Trương Hợp Hoang, trên đó ghi là chủ tịch đại diện của công ty tinh vực, nhưng thật ra Trương Hợp Hoang là người có quyền điều hành cao nhất trong công ty. Anh ghi chức vụ như vậy bởi vì anh còn đang công tác ở đài truyền hình Nam Giang, cũng như để tránh những lời đàm tiếu không hay. Trương Hợp Hoang nói, tinh vực đã lên kế hoạch cho dự án dơ voi ở China này. Kim Dung Dinh nói, thì ra là Trương Tổng, hân hạnh hân hạnh. trường hợp hoang bắt tay anh ta nói anh kim hiện nay có ký hợp đồng với công ty nào? kim dung dinh nói sơ qua việc từ sau khi nhóm tan rã anh ta đã chọn hoạt động solo trước mắt là một người hoạt động tự do chưa ký hợp đồng với công ty nào cả. trường hợp hoang nói vậy để tôi giới thiệu sơ qua về bên tôi công ty của tôi chủ yếu là sản xuất âm nhạc hiện nay đã ký hợp đồng với không ít ca sĩ nổi tiếng chúng tôi cũng có chi nhánh ở seoul để mở rộng thị trường ở hàn quốc. "Vừa nãy tôi nghe được anh đang luyện hát, tôi rất thích giọng hát của anh." Kim Dung Jin nói, "Cảm ơn." Trương hợp Hoang nói, "Nếu anh Kim có hứng thú có thể đi cùng tôi về Nam Giang tham quan công ty, chúng ta có thể thảo luận thêm về một số chủ đề thú vị khác, biết không chừng chúng sẽ có cơ hội hợp tác với nhau." Kim Dung Jin nói, "Tôi cảm kích lòng tốt của Trương tổng, tôi đã quen với việc hoạt động tự do nên tạm thời chưa cân nhắc đến việc ký hợp đồng với công ty." hơn nửa mấy tháng nay tôi đang tập trung dồn sức vào những trận đấu tiếp theo sợ tôi không thể đến nam giang được rồi anh ta ở trong nghề không phải chỉ mới một hai năm cho nên liền hiểu rõ mục đích của trường hợp hoang đối phương đang muốn ký hợp đồng với mình những thí sinh tham gia dơ voi ập china phần lớn đều ấp ủ hy vọng thông qua một chương trình có thể nổi tiếng và họ thường kỳ vọng rất cao về bản thân mình trường hợp hoang biết họ không hiểu được quy tắc thật sự của trò chơi đây là một chương trình tuyển chọn không phải là một cuộc thi chính thức, Kim Dung Dinh Tuy có giọng hát cực kỳ tốt, nhưng anh ta thiếu đi câu chuyện, những thí sinh như vậy sẽ không thể đi xa được. Trường hợp Hoang cũng không nói nhiều, thật ra anh đã ngạc nhiên khi thấy thí sinh đáng lẽ xuất hiện ở mùa 2 nay lại có mặt ở mùa 1, không biết mùa 1 sẽ thay đổi như thế nào. Kỳ nghỉ lễ tháng 5 bắt đầu, sau đó sẽ là thời gian mà Tần Hoài thập tam sai được chính thức công chiếu, bộ phim này có thể nói thật xui xẻo, sau nhiều lần thẩm định cắt ghép biên tập lại thì mới được thông qua, trong đó đổi chủ một lần, nhờ có đạo diễn mới hồi sinh lại. Mặc dù đạo diễn Trương đã may mắn vượt qua được sự cố, cũng đã đóng tiền phạt, nhưng từ đó hình tượng của ông ta cũng bị ảnh hưởng, nên cũng không tham gia hoạt động quảng bá cho bộ phim nữa. Bây giờ ông ta đã chính thức gia nhập công ty điện ảnh Hoang Thị, trở thành giám đốc nghệ thuật Hoang Thị, ký kết hợp đồng thỏa thuận với Hoang Thị. Ông ta đang tích cực chuẩn bị cho bộ phim Quy Lai được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Lục Phạm Yên Thức, cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn chương. Nhiều người dè dặt về doanh thu phòng vé của Tần Hoài Thập Tam Sai, và sự thật đã chứng minh là bộ phim điện ảnh này không thành công, một đạo diễn lớn và một ngôi sao Hollywood cũng không thể kéo hiệu ứng cho doanh thu phòng vé. Bốn ngày đầu tiên của tháng 5, lượng người xem phim cả nước là 3,5 triệu người và doanh thu phòng vé là 150 triệu. Nếu đem số liệu này so sánh với một tác phẩm trong nước thì đây là một tác phẩm thành công. Nhưng đây là một bộ phim điện ảnh với chi phí đầu tư lên đến 600 triệu thì người trong ngành đã biết được bộ phim này sẽ không thể thu hồi lại đủ số tiền đầu tư. Sau khi phim được chính thức công chiếu, bộ phim nhận được nhiều ý kiến, chủ yếu là về kịch bản của bộ phim. Trường hợp Hoang phát hiện ra không ít khán giả vẫn có con mắt sáng suốt, điểm xuất phát chọn cho nguyên tác có vấn đề, thông qua hình ảnh những cô gái điếm để nói lên vấn nạn và thực tại trong nước. Nhưng có nhiều bình luận tốt về diễn viên, đặc biệt là nữ chính An Nhiên Độ nổi tiếng của An Nhiên tăng vọt chỉ trong vòng một tuần sau khi bộ phim ra mắt, lọc vào top 10 nữ diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất. Việc này đối với một diễn viên mới là rất khó, chỉ có cô gái được kỳ vọng thì mới có thể làm được. Sau khi phim công chiếu thì xếp hạng liên tục giảm, khiến cho nhà sản xuất dè chừng, họ bắt đầu quan tâm đến quan điểm xã hội. Nếu xếp hạng vẫn tiếp tục giảm thì có lẽ doanh thu phòng vé bộ phim điện ảnh này sẽ tụt xuống vực thẳm. Trường Hợp Hoan nhận được điện thoại từ Trương Nhất Mưu, đạo diễn chương tìm anh mục đích chỉ có một, đó là bàn bạc về chuyện của An Nhiên. Đạo diễn chương gia nhập hoang thị và quay lại với tác phẩm Quy Lai đang bắt đầu chuẩn bị tìm diễn viên, hiện hai diễn viên chính đã được quyết định, hiện tại còn nữ chính thứ hai thì ông ấy đang nhắm đến An Nhiên. Đạo diễn chương đã liên hệ với An Nhiên nhưng An Nhiên nói mình đã ký hợp đồng với tinh vực, cho nên đạo diễn chương chỉ có thể tìm trường hợp hoang. Trường hợp hoang đương nhiên biết mình và An Nhiên chưa hề ký kết hợp đồng gì cả, An Nhiên làm như vậy vì chưa có ý định ký hợp đồng và cô cũng muốn giao việc này cho anh, tùy anh quyết định hộ mình. Trương Hợp Hoang nói với đạo diễn Trương, hiện tại lịch trình của An Nhiên đã kín, 6 tháng cuối năm sẽ quay một bộ phim tình yêu thanh xuân với kinh phí thấp và do anh viết kịch bản đồng thời diễn viên chính cũng là anh và An Nhiên. Đạo diễn Trương nghe thấy việc cảm thấy bất ngờ, Trương Hợp Hoang cũng không nên quá tự tin trở thành diễn viên điện ảnh với trình độ diễn xuất đó chứ. Trường hợp Hoang viết kịch bản thì ông ta đồng ý với tài năng của cậu nhưng một biên kịch tốt không đồng nghĩa sẽ trở thành một diễn viên tốt. Đương nhiên cậu ta đòi đóng vai chính cũng không sao, cũng chỉ giống như một lỗi thử vai mà thôi, hơn nữa trường hợp Hoang còn trẻ còn nhiều thời gian. Nhưng ông ta tiếp cho An Nhiên, một diễn viên tốt như vậy, đang thuận lợi phát triển thì còn phải biết chọn lựa phim điện ảnh kỹ càng, không thể bởi vì chuyện tình cảm mà chọn bừa, cũng hợp tác đóng phim mà trường hợp Hoang làm diễn viên chính kết quả không cần nghĩ cũng biết. An Nhiên dù sao cũng là diễn viên do một tay đạo diễn chương đào tạo nên, đạo diễn chương và trương hợp hoang cứ coi như là bạn bè nhiều năm, ông ấy cân nhắc một chút rồi nói ra, tiểu trương, tôi cảm thấy khả năng phát triển trong tương lai của An Nhiên là rất nhiều, nên cũng không cần nhận loại phim điện ảnh thương mại này quá sớm. Trương Hợp Hoang vừa nghe đã hiểu đạo diễn Trương không phải ghét thể loại điện ảnh này mà là ông ta ghét diễn xuất của anh. Cung kính đáp, đạo diễn Trương yên tâm, Tôi có một kịch bản phim điện ảnh rất hay, tôi sẽ sử dụng phương thức sản xuất kết hợp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Toàn bộ cảnh quay sẽ lấy bối cảnh ở Seoul, đạo diễn cũng là người Hàn Quốc, nếu không hài lòng tôi sẽ tự bỏ đi ý tưởng công chiếu trong nước. Trương Nhất Mưu cho rằng trường hợp Hoang không hiểu ý mình, thở dài nói, tiểu trương, tôi tin tưởng khả năng viết kịch bản của cậu, chỉ là biên kịch với diễn xuất là hai thứ hoàn toàn khác nhau, có những lúc không cần phải tự bản thân thực hiện, trong nước còn rất nhiều diễn viên xuất sắc khác lời này đã rất rõ ràng tôi không phải không tin kịch bản của cậu cũng không phải không tin an nhiên mà chính là không tin vào khả năng diễn xuất của cậu dù kịch có hay đến cỡ nào cũng sẽ bị cậu làm hỏng trường hợp hoang âm thầm bật cười khả năng diễn xuất của mình của mình đã khác xưa thật ra hồi đó diễn xuất của mình không tệ chỉ là không có quá xem trọng việc diễn xuất mà thôi anh cũng hiểu được suy nghĩ của đạo diễn chương trước đây đều đưa cho an nhiên những vai diễn tốt nhất nhưng mà nay an nhiên lại quyết định tự nhận diễn điện ảnh giống như mình đem tình yêu của ông ấy đi. Trương Hợp Hoang nói, đạo diễn Trương, nếu vậy tôi sẽ gửi thử kịch bản cho ông xem, ông có thể chỉ điểm thêm cho tôi, nói đúng hơn thì tôi còn muốn mời ông làm cố vấn cho bộ phim điện ảnh này. Trương Nhất Mưu nói, tiểu Trương, nếu An Nhiên đã chịu ký hợp đồng với cậu, vậy cậu cần phải có trách nhiệm với tiền đồ của cô ấy. Trương Hợp Hoang nói, đạo diễn Trương, gần đây nhà của An Nhiên có xảy ra một số chuyện nên tâm tình cô ấy không được tốt, tôi đã có xem qua nguyên tắc bộ phim của ông, nhịp điệu phim rất áp lực, lấy tình hình trước mắt của An Nhiên không thích hợp quay bộ phim như vậy. Nghe đến đây Trương Nhất Mưu đã từ bỏ ý định mời An Nhiên đóng phim của mình, An Nhiên là một diễn viên cảm xúc, việc Trương Hợp Hoang lo lắng không phải là không có lý, ông muốn nghe thêm về cách nhìn của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang với bộ phim điện ảnh cũng không có ý kiến gì nhiều, anh cùng đạo diễn Trương có khoảng cách thế hệ, nên anh vốn dĩ không thích thể loại như vết sẹo này, Cảm giác như tự để lộ ra vết sẹo xấu xí của mình. Trường hợp Hoang cho rằng đạo diễn Trương đang rơi vào hoang mang, trải qua một trận phong ba bão táp vừa rồi, đạo diễn Trương chắc hẳn muốn nhanh chóng quay trở lại với nghệ thuật. Giờ ông ấy còn có thỏa thuận với Hoang thị nên tất nhiên sẽ quan tâm nhiều đến doanh thu bán vé, nhưng bộ phim này không có khả năng chống đỡ lại với tham vọng lớn của ông ấy. Trường hợp Hoang bỗng nhiên nhớ đến một tác phẩm, rất phù hợp với đạo diễn Trương đó là Bạch Lộc Nguyên. Trong thế giới này không có quyển sách đó, có lẽ mình cần nghiên cứu thêm về văn học truyền thống một chút. Ở thế giới kia, chuyển thể phim điện ảnh và truyền hình từ cuốn sách này đều không thành công trên thị trường, nên ngày xưa Trương Hợp Hoang đã cho rằng đạo diễn Trương là người phù hợp với bộ phim này nhất, là người của ông Tần. Đạo diễn Trương có một cách nhìn triết lý khác so với những đạo diễn kia. Nhưng bây giờ đạo diễn Trương đã ký hợp đồng với Hoang thị, Trương Hợp Hoang cũng không muốn làm mấy chuyện may áo cưới cho người khác. Sự nổi tiếng của Thần Điêu Đại Hiệp ngày càng tăng, tỷ suất người xem đã vượt qua con số 5, đã trở thành chương trình hiện tượng nổi bật của đài truyền hình Nam Giang, trưởng đài Phan Khải bằng chương trình này đã chứng minh được mình có mắt nhìn, tự nhiên thì các tin đồn, nghi ngờ đều lắng xuống. Ông ta đương nhiên không thể quên công của vị đại thần như Trương Hợp Hoang, Thần Điêu Đại Hiệp đã mang lại hy vọng cho Phan Khải. Ngày đầu tiên Trương Hợp Hoang quay về Nam Giang, Phan Khải sẽ đến để chào mừng cậu. Lúc Phan Khải đến Trương Hợp Hoang đang ở trong phòng làm việc xem các tài liệu gần đây của công ty, tốt hay xấu gì thì công việc hiện tại của anh là giám đốc của bộ phận cải cách và phát triển. Mặc dù chỉ là một chức danh nhưng anh ấy cũng có bản sao tài liệu của quan chức cấp cao trong công ty. Phan Khải gõ cửa văn phòng, Trương Hợp Hoang ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phan Khải có chút ngạc nhiên, ồ, Phan Tổng, ngọn gió nào đưa ông đến đây? Phan Khải cười nói, hôm nay đến đài có việc, sẵn tiện đến gặp cậu em trai này đây. Trường hợp Hoang mời vào, Phan Khải ngồi lên ghế sofa, nhìn xung quanh, bộ phận cải cách và phát triển. Cái này là bộ phận mới, có vẻ là các đơn vị khác trong hệ thống đài phát thanh và truyền hình của chúng ta chưa có bộ phận này. Ông Tôn đã lập riêng cho cậu à? Trường hợp Hoang mời anh ta chén trà, cười nói, tôi chỉ là bạch mã ôm thôi, đừng xem tôi quan trọng như vậy. Phan Khải nói, tôi nghe được nhiều tin đồn thổi rằng đài trưởng Tôn có vài phần thiên vị cậu. Trước đây ban lãnh đạo đã đề xuất các cán bộ lãnh đạo dùng người không khách quan, mọi người đều hiểu rõ là đang nói đến người nào. Trương Hợp Hoang nói, chuyện tốt đồn gần, chuyện xấu lan xa. Phan Khải nói, cũng không phải là chuyện gì xấu, cậu có năng lực, muốn đi đâu cũng đi được, mà đài trưởng tôn cũng thật là, cậu vì đài truyền hình của chúng ta lập được chiến tích lớn như vậy, vậy mà không chuẩn bị cho cậu một căn phòng lớn hơn, đã vậy còn không có cả thư ký. Trương Hợp Hoang mỉm cười. Phan Khải uống ngụm trà nói, thật là không thoải mái, tôi đã sắp xếp cho cậu điều kiện tốt nhất, mọi đãi ngộ đều dâng lên, chưa kể còn cấp cho cậu hai cô gái xinh đẹp làm thư ký. Trương Hợp Hoang cười nói, điều kiện này thật hấp dẫn mà. Anh biết chắc rằng Phan Khải sẽ không làm chuyện này. Phan Khải cũng biết chắc bản thân mình sẽ không lấy Trương Hợp Hoang đi, đài truyền hình Nam Giang hợp tác với Trương Hợp Hoang chỉ là hình thức, hiện nay tinh vực của cũng đang rất nổi, muốn tìm mỹ nữ thì chính cậu ta cũng tìm được. Phan Khải nói, tôi nói thật chương trình này của cậu là bất khả chiến bại khi phát sóng, đến bước thần trắng giết thần Phật trắng giết Phật. Trương Hợp Hoang nói, sao khoa trương đến vậy được? Trước đây tôi cũng nghĩ nó sẽ không khoa trương như vậy, nhưng mà cậu cũng biết chương trình có sức hút thì không thể cản nổi. Trương Hợp Hoang nói, ông đừng nói với tôi vậy, cái gì càng ở trên cao rơi càng nhanh, nói cho tôi biết đi, có phải có chuyện muốn giao cho tôi không? Phan Khải mặt mày hớn hở nói, không phải là giao việc mà là tìm cậu thương lượng hợp tác. Trương Hợp Hoang nói, hợp tác, kịch truyền thanh của tiểu thuyết, thần điêu đại hiệp đều là do Phan Khải hỗ trợ, đương nhiên là vẫn là làm theo ý đồ tuyên truyền của mình. Phan Khải là giám đốc ở Âm Tượng Nam Giang vào thời điểm họ hợp tác, phòng thu của mình dưới sự giúp đỡ của Phan Khải cũng đã được thành lập, chỉ là hiện nay Phan Khải đã đến Đài Phát Thanh thì Trương Hợp Hoang không biết ông ấy muốn hợp tác về cái gì. Phan Khải nói, hiện nay mạng internet đang ngày càng phát triển, chúng tôi cũng đã có thành lập bộ phận internet chuyên cung cấp dịch vụ trực tuyến theo yêu cầu. Mặc dù cấu trúc nền tảng tiên tiến nhưng mà nội dung thì không được tốt nên tôi đang muốn hợp tác cùng Tinh vực, chúng tôi cung cấp nền tảng còn cậu cung cấp nội dung, hai bên đều có lợi. Thật ra trường hợp Hoang đã sớm nhận ra điều này, nên đã cho Khổng Lượng hỗ trợ Tinh vực cũng tạo một nền tảng mạng. Mục đích cuối cùng của Phan Khải chính là lập thêm chiến tích cho con đường sự nghiệp, nhưng trường hợp Hoang cũng cần sự trợ giúp của nền tảng hai người có thể đồng thuận với nhau về một số khía cạnh. Thứ Phan Khải thiếu là nội dung, trường hợp Hoang có thể chuyển một phần nội dung của tinh vực cho bên cải biên của đài phát thanh Nam Giang, củng cố sức ảnh hưởng và đồng thời kiếm thêm thu nhập. Sau khi tiễn Phan Khải, thì lại có khách đến, người vừa đến là Vương Giao, tổng giám đốc của Nam Giang 100, trường hợp Hoang từng gặp cô ấy ở chương trình Thiên Hậu Bình Dân, lúc đó cũng là lần đầu tiên Tần Hồng biểu diễn ca khúc, không đơn giản như vậy thấy được vương giao khóc cùng với những người khác. Sau lần đó thì đây là lần đầu Trương Hợp Hoang gặp lại Vương Giao, lần này Vương Giao đến bàn thương vụ làm ăn. Trương Hợp Hoang biết chương trình Thiên Hậu Bình Dân có sự tài trợ của bên Nam Giang 100, không biết Vương Giao hôm nay đến bàn về chuyện gì. Vương Giao ngồi xuống, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nhận lấy tấm danh thiếp, danh thiếp của Vương Giao đã thay đổi, hiện nay cô ấy đã tổng giám đốc của Bách Hóa Phú Hâm khu phía Đông Trung Quốc. Nói cách khác thì cô ấy đã thay đổi công việc. Trương Hợp Hoang nói, Vương Tổng đã đến bách hóa phú hâm sao? Vương Giao gật đầu nói, đã được 3 tháng rồi, có chỉ thị của cấp trên, để tôi qua đây để bàn bạc về hình tượng phát ngôn với chủ nhiệm Trương. Ở lục ẩm bảo không lâu Trương Hợp Hoang và Lâm Hạo Hãn xảy ra xung đột khiến cho anh cảm thấy không thoải mái, họ đã tác thẳng vào mặt anh, chuyện này cũng có liên quan đến chú Trương Gia Long, Trương Hợp Hoang chỉ nói điều đó một cách tùy tiện chứ không phải muốn chú ấy xem xét về nó một cách nghiêm túc, còn gửi cả người đến đây bàn bạc. Vương Giao đã mang hợp đồng đến, đây là một hợp đồng lớn, giao quyền chứng thực hình của Bách Hóa Phú Hâm trong 5 năm tới cho tinh vực, phí chứng thực trọn gói là 30 triệu, chỏ chờ Trương Hợp Hoang ký tên vào hợp đồng. Trương Hợp Hoang nhìn qua hợp đồng, dựa theo giá thị trường trước mắt, thì phí chứng thực này đã cao rồi, có thể nói chú ấy đã rất nhân từ hiện tại người có giá trị thương mại cao nhất của tinh vực Văn Vịnh Thi, phí đại diện của Văn Vịnh Thi hàng năm nhiều nhất cũng chính là 30 triệu, còn Tần Hồng, Nhâm Thuần và Bảo Nhi đều chưa có giá trị thương mại trên thị trường. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, Vương Tổng đã xem qua hợp đồng này chưa? Vương Giao nói, đương nhiên là đã xem qua. Trương Hợp Hoang nói, chị đồng ý với nó sao? Vương Giao nói, Trương Tổng có tầm nhìn xa, nếu ông ấy quyết định ký hợp đồng này thì hẳn có dụng ý riêng của mình. Cô cũng không hiểu được Trương Gia Long tại sao lại hợp tác với một công ty nhỏ với mức giá cao như vậy. Cô cũng đã nghiên cứu thị trường, phí đại diện của Văn Vịnh Thi cũng không quá cao. Tuy hình tượng và khí chất của Văn Vịnh Thi rất phù hợp với bách hóa phú hâm nhưng mức giá 30 triệu cho 3 năm là quá cao. Vương Giao cũng đưa ra ý kiến trong cuộc họp hội nghị của công ty nhưng biểu hiện của Trương Gia Long lúc đó rất kiên quyết với quyết định này của mình. Một khi Tổng Giám Đốc đã thể hiện thái độ, thì nhân viên cấp dưới chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Trương Hợp Hoang nói, tính trước mắt thì mức giá này rất cao, nhưng đợi 5 năm nữa mà xem dùng 30 triệu ký đại diện cho toàn bộ nghệ sĩ của tôi là một con số quá rẻ. Vương Giao có chút mơ hồ, điều kiện tốt như vậy không lẽ cậu ta không muốn ký sao? Trương Hợp Hoang nói, như vậy đi, dựa theo số tiền trên hợp đồng thì phí đại diện hàng năm sẽ là 6 triệu, chúng ta cứ ký hợp đồng trước một năm với giá 3 triệu, nếu như năm sau bên chị vẫn thấy giá này quá cao thì có thể thay đổi đưa ra một điều kiện khác tốt hơn. Nhưng nếu một năm sau giá trị của nghệ sĩ của tinh vực tăng lên thì tôi khẳng định sẽ tăng giá đại diện lên, tất cả cứ theo thị trường làm quy tắc, chị cảm thấy thế nào? Cái này, Vương Giao thấy lời này của Trương Hợp Hoang rất hợp lý, nhưng cô không hiểu được, nếu như gặp người khác chắc chắn sẽ ký hợp đồng liền đem 30 triệu về đến tay, cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trương Hợp Hoang cũng không phải là từ chối, mà muốn đưa ra hình thức ký hợp đồng một năm, điều khó hiểu hơn là cậu ta chủ động giảm giá phí đại diện xuống, chiết khấu trung bình một năm là 6 triệu, điều này thể hiện cậu ta không làm tiền với Phú Hâm. Vương Giao nói, chuyện này tôi sẽ báo cáo và xin chỉ thị với Trương Tổng. Trương Hợp Hoang nói, vậy chờ chị xin chỉ thị xong chỉnh sửa hợp đồng lại lần nữa rồi chúng ta ký hợp đồng. Vương Giao đứng dậy tạm biệt, Trương Hợp Hoang bắt tay cùng cô ấy cười nói, còn nửa lần sau bàn bạc đến công ty của tôi đi. Vương Giao gật đầu hiểu ý của Trương Hợp Hoang, đây là nơi cậu ấy làm việc, cậu ấy đúng là công tư rõ ràng. Thời điểm tan làm, Trương Hợp Hoang gọi điện thoại cho Sở Thất Nguyệt, anh biết Sở Thất Nguyệt đang ở Nam Giang, muốn cùng Sở Thất Nguyệt ăn tối. Sở Thất Nguyệt cũng không từ chối, nói anh đến công ty Thiên Đại đón mình. Trương Hợp Hoang tự mình lái xe đến công ty Thiên Đại, không để tài xe lái, một mình đi lên thang máy đến phòng tổng giám đốc. Lần này Thiên Đại đã thay đổi rất nhiều, thiên đại đã vượt qua cơn khủng hoảng nợ nần sở thất nguyệt đã cho người đến tổng công ty tiến hành tân trang lại toàn bộ nhìn công ty rực rỡ hơn hẳn đội ngũ thiết kế trước đây của thiên đại vẫn được giữ lại sở thất nguyệt còn giới thiệu thêm nhà thiết kế ở nước ngoài đội ngũ thiết kế hiện đang trong giai đoạn chạy thử nhiều cửa hàng nội địa của thiên đại cũng được tân trang tối ưu hóa còn những cửa hàng kém hiệu quả thì đã bị đóng cửa lúc trường hợp hoang đến thì sở thất nguyệt vẫn còn đang ở trong phòng họp Trợ lý của Sở Thất Nguyệt là Lý Viên lệ mời anh đến phòng chờ ngồi. Trên TV đang chiếu tin tức bộ sưu tập thời trang mùa xuân của tập đoàn Thiên Đại, buổi biểu diễn này đã diễn ra khi Lạc Thanh Dương còn sống, sân khấu hình chữ T, Trương Hợp Hoang tìm thấy bóng dáng của Kiều Thắng Nam. Viên lệ đưa cho anh một tách cà phê, ngài Trương, sở tổng có dặn dò, có khả năng cuộc họp kéo dài đến nửa tiếng sau mới kết thúc, mong anh có thể ngồi đây nghỉ ngơi. Trương Hợp Hoang cười nói, cô mang cái này đi đi có việc gì thì tôi sẽ gọi cô. Viên lệ cười, xoay người rời đi. Trương hợp hoang lại nhìn tivi, nhớ đến khoảng thời gian Lạc Thanh Dương bị hại, An Nhiên gần như rơi vào tuyệt vọng, may mắn thay thất nguyệt ra tay giúp đỡ. Hy vọng An Quốc Quyền sẽ bị lừa bởi kế hoạch của Nhạc Khai Sơn, nếu An Quốc Quyền biết An Nhiên là con gái của Lạc Thanh Dương và Nhạc Khai Sơn, khẳng định sẽ điên cùng muốn trả thù. Trương hợp hoang đang nghe truyện trên tivi audio CV nhắm mắt lại, từ điều tra người có liên quan an quốc quyền chắc hẳn vẫn còn sống khả năng đã thay danh tính dùng một thân phận khác để sinh sống trong nước đang âm thầm tìm cơ hội để trả thù nhạc khai sơn chỉ hy vọng thù hận của ông ta sẽ không liên quan đến an nhiên là tốt rồi bên tai truyền đến tiếng mở cửa mở mắt ra đã thấy sở thất nguyệt xuất hiện trước mặt trường hợp hoang cười nói anh còn tưởng rằng nửa tiếng sau thì cuộc họp của em mới kết thúc sao vậy muốn gặp anh đến vậy sao Sở Thất Nguyệt cười nhàn nhạt, đi đến bên cạnh ngồi, thình lình bị Trương Hợp Hoang nắm lấy cổ tay, kéo vào trong lòng anh. Sở Thất Nguyệt đỏ mặt cười nói, đánh chết anh bây giờ, đây là công ty. Trương Hợp Hoang hôn lên mặt cô một cái rồi mới chịu buông ra, Sở Thất Nguyệt sửa lại đầu tóc, trừng mắt nhìn anh một cái, đáng ghét, có tin em gọi bảo vệ đuổi anh ra khỏi đây không? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, được, cơ mà bảo vệ của em sợ không đánh lại anh. Sở Thất Nguyệt nói Vậy em gọi cảnh sát, không tin là anh sẽ kiên trì không rời đi. Cô ngồi xuống cạnh Trương Hợp Hoang thì trợ lý Viên Lệ gõ cửa tiến vào, mang vài hồ sơ cần ký. Sở Thất Nguyệt đem tất cả hồ sơ ký. Trương Hợp Hoang nói, công việc bận rộn vậy sao? Công việc ở đây còn chưa vào quỹ đạo, đội thiết kế chỉ mới đang trong giai đoạn chạy thử, các cửa hàng cần phải chỉnh lại. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại di động của Sở Thất Nguyệt vang lên, Sở Thất Nguyệt có vẻ không vui. Mất kiên nhẫn nói, vừa rồi trong cuộc họp cũng không nói, tốt thôi, chuyện của Phú Hâm, đừng quản nữa. Cô cúp máy rồi liếc nhìn Trương Hợp Hoang một cái. Lời nói không có gì người nghe cố ý, Trương Hợp Hoang nói, làm sao vậy? Sở Thất Nguyệt nói, việc thiên đại sát nhập Phú Hâm, chuyện nhỏ như vậy họ cũng không làm xong. Trương Hợp Hoang nói, giao cho anh đi, anh đang có hợp tác với bọn họ. Sở Thất Nguyệt nói, chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Trương Hợp Hoang gật đầu, không sai, dù sao Sở Thất Nguyệt cũng biết anh là đại gia đời thứ ba. Sở Thất Nguyệt nói, biết anh lâu như vậy cũng không nghĩ anh cùng tập đoàn Phú Hâm có mối quan hệ. Trương Hợp Hoang nói, nói ra thì rất dài, anh cũng không nghĩ mình sẽ có họ hàng thân thích tầm cỡ này, đến bây giờ anh vẫn chưa từng gặp qua ông nội, ba anh là đứa con bị vứt bỏ từ nhỏ, hẳn cũng không cần đứa cháu trai như anh. Sở Thất Nguyệt nói, chuyện này đúng là nên cho anh xử lý cửa hàng của Bách Hóa Phú Hâm là một trong những đại diện cho Bách Hóa cao cấp của Trung Quốc. Có rất nhiều cửa hàng ở đây nhưng chưa có chỗ nào quyết định sát nhập với Bách Hóa Phú Hâm, nên em phải xem xét lại chiến lược kinh doanh. Thiết lập mối quan hệ hợp tác với Bách Hóa Phú Hâm. Sở Thất Nguyệt gật đầu. Trương Hợp Hoang nói, thật là một ý tưởng hay khi dựa vào một cây đại thụ lớn như vậy. Sở Thất Nguyệt nói, cửa hàng của Bách Hóa Phú Hâm cũng không dễ dàng tiến vào, họ luôn quan tâm đến những thương hiệu quốc tế hơn thiên đại là một thương hiệu trong nước hơn nửa trước cũng có tin tức xấu cho nên thông qua hình thức đàm phán chính thức khả năng không quá cao trường hợp hoang nói em muốn gặp anh ngày hôm nay không phải là vì chuyện này chứ sở thất nguyệt nói tập đoàn thiên đại cũng không phải của một mình em anh nên giúp em và an nhiên một chút chứ trường hợp hoang nói lời em nói nghe thế nào cũng thấy vị giấm chua không phải nãy anh đã đồng ý rồi sao với anh mà nói mệnh lệnh của em là nhất, đừng nói chỉ một việc đơn giản như vậy, dù lên núi đao xuống biển lửa anh cũng không từ. Sở thất nguyệt nói, cũng không khoa trương đến như vậy. Trương hợp hoang nói, tan làm chưa? Có thể đi ăn tối rồi chứ? Sở thất nguyệt gật đầu nói, em mời, ở gần đây có nhà hàng món cây tứ xuyên khá ngon. Hai người đến thuộc cửu, nhà hàng tứ xuyên này mới khai trương, sở thất nguyệt đã dặn dò trợ lý đặt trước cho mình vị trí tốt bọn họ đã rất lâu rồi không có thời gian cùng nhau đi ăn như thế này. trường Hợp Hoang cảm thấy sở thất nguyệt so với tưởng tượng của mình cởi mở hơn. Ngược lại khiến anh có chút vướng bận, chẳng lẽ tình cảm của sở thất nguyệt với mình không sâu đậm sao? Mình không quan trọng gì trong lòng cô ấy sao? Sở thất nguyệt gọi một ly nước mận còn Trương Hợp Hoang thì gọi bia tươi. Sở thất nguyệt nói, em nghe nói anh đang đóng phim à. Trương Hợp Hoang gật đầu, chỉ là một bộ phim nhỏ, chi phó không quá lớn, thể loại phim thanh xuân. Sở Thất Nguyệt nói, An Nhiên nói nó là câu chuyện bắt nguồn từ Ai Bly. Trương Hợp Hoang cười nói, hai người đúng là không giấu nhau chuyện gì. Sở Thất Nguyệt nói, em ở cạnh An Nhiên vui vẻ hơn ở với anh. Trương Hợp Hoang bị sặc, dùng khăn tay che miệng ho khan liên tục. Sở Thất Nguyệt nói, em còn nghe nói anh đảm nhiệm vai nhân vật chính. Trương Hợp Hoang táo bạo nói, Chủ yếu là công ty muốn quay một bộ phim điện ảnh, mọi thứ đã được tính toán và tiết kiệm hết mức có thể. Nghe rất có lý, An Nhiên chắc chắn sẽ không hỏi tiền các xê với anh, chính anh cũng không cần thì cũng tiết kiệm được một phần, chưa kể đây là một bộ phim thanh xuân cũng không có chi phí gì quá lớn. Tiết kiệm chi phí đầu tư và dùng nó để mở rộng quan hệ hợp tác quảng bá, không tệ. Trường hợp Hoang nói, em không phiền về nó chứ. Nếu Sở Thất Nguyệt quan tâm thì anh sẽ suy xét lần nữa về việc tìm một nam chính khác, để tránh việc cô ấy nghĩ anh lấy việc công để làm việc riêng. Sở Thất Nguyệt nói, em sao phải phiền? À đúng rồi, dự toán có đủ kinh phí không? Có cần em hỗ trợ không? Trương Hợp Hoang nói, tổng số tiền đầu tư có lẽ sẽ không vượt qua 30 triệu, trên cơ bản hiện tại đã đủ rồi. Thật ra việc muốn hỗ trợ cũng có một việc, em không phải đang kế nhiệm ở công ty Thiên Đại sao? Việc cung cấp trang phục thì Thiên Đại làm đi. Không thành vấn đề, như vậy đi, em sẽ đầu tư một ít. Sở Thất Nguyệt đã muốn đầu tư thì đương nhiên Trương Hợp Hoang không từ chối, anh cười nói, em muốn đầu tư bao nhiêu? Sở Thất Nguyệt nói, 10 triệu. Trương Hợp Hoang nói, được. Có đủ không? Trương Hợp Hoang lắc nói, hiện nay em là người đầu tư nhiều nhất. Đang nói chuyện thì có cuộc gọi từ Quách Khải Toàn, anh ta cũng muốn nói về chuyện đầu tư. Ban đầu anh ta muốn đầu tư 5 triệu, trường hợp Hoang nói với anh ta không có hạn ngạch. Bộ phim tổng đầu tư là 30 triệu, trước mắt đã được 35 triệu, Quách Khải Toàn không có cơ hội đầu tư, nhưng anh là cổ đông của công ty có thể ngồi đó đợi chia tiền hoa hồng. Sở Thất Nguyệt ngồi bên cạnh nghe rất rõ, chờ anh cúp điện thoại xong thì nói, "Chà xem ra bộ phim này của anh là miếng bánh ngon, nhiều người quan tâm đến vậy." Trường hợp Hoang nói mục tiêu của anh là bán vé nước ngoài đạt doanh thu 100 triệu đô la Mỹ. Tuy sở thất nguyệt không phải là người trong ngành giải trí nhưng cũng hiểu doanh thu phòng vé là gì, cô không thể lạc quan giống anh, cũng không muốn đã kích sự tích cực của trường hợp hoang, anh nên làm phim cho tốt trước đã, kiếm được tiền hay không thì tính sau đi. Trường hợp hoang nói, để anh lấy kịch bản cho em xem. Nếu sở thất nguyệt đã là người đầu tư, nên được xem kịch bản trước khi quyết định. Sở thất nguyệt lắc đầu nói, không cần xem, hay là cứ đợi phim ra sẽ khiến em bất ngờ hơn. Trường hợp Hoang rất nghi ngờ khả năng làm cô ấy ngạc nhiên, nếu quay không tốt, sở thất nguyệt chỉ cười trừ. Còn nếu quay tốt thì cô ấy sẽ thấy mình cùng an nhiên nói chuyện yêu đương trong phim, trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái. Dù sao đây cũng là một bộ phim kiểu thanh xuân và ngây thơ nên sẽ không có quá nhiều cảnh hôn. Ăn xong sở thất nguyệt đề nghị đi xem phim điện ảnh, trước mắt chỉ có phim điện ảnh suy nhất đang chiếu là Tần Hoài Thập Tam Sai. Nhưng trường hợp Hoang đã xem rồi, nhưng Sở Thất Nguyệt kiên trì muốn đi, anh đành đi theo cùng. Hai người vào rạp phim, đến khi bắt đầu chiếu cũng không thấy người nào đi vào xem cùng. Trong lòng trường hợp Hoang thầm nghĩ, bộ phim này sức bán vé ngày càng giảm, không chừng thu cũng không đến 60 triệu. Cả một rạp chiếu to như vậy chỉ có hai người bọn họ thì quá vắng vẻ, đối với lời kêu gọi của đạo diễn Trương thì không nên như vậy. Trường hợp Hoang nhỏ tiếng hỏi, em đặt hết vé suất này sao? sở thất nguyệt gật đầu trường hợp hoang muốn biết cô ấy thực sự bao trọn nó vì muốn hay chỉ là có tiền nên tùy hứng tính thêm cả lần này thì trường hợp hoang đã xem bộ phim này ba lần rồi đương nhiên bộ phim điện ảnh này trong quá khứ đã có thay đổi nữ diễn viên chính đã được thay thế an nhiên cũng hấp dẫn và quyến rũ hơn đợi an nhiên mặt sườn xám xuất hiện sở thất nguyệt nói ngọc mặt xinh đẹp nhỉ trường hợp hoang gật đầu xinh đẹp em cũng xinh đẹp Sở thất nguyệt mắt nhìn chăm chú vào màn ảnh, cảm nhận được trường hợp hoang lặng lẽ nắm tay cô. Sở thất nguyệt nói, đàn ông ai cũng thích cô gái như ngọc mặt phải không? Quay đầu lại thì phát hiện trường hợp hoang đang nhìn mình. Anh xem phim không chuyên tâm. Phim này không hay bằng phim anh làm. Nói dối. Trường hợp hoang thở dài nói, bộ phim này anh xem qua rồi, thực sự không đáng xem lần thứ hai. Sở thất nguyệt nói, sao không nói sớm, em chọn phim khác không sao, với anh mà nói, quan trọng là được đi xem phim với em, còn mấy bộ phim này không quan trọng. Sở thất nguyệt tựa đầu vào bờ vai của anh, hai người không nói chuyện, chỉ ôm nhau vậy thôi. Lực chú ý của trường hợp hoang hoàn toàn không đặt trên bộ phim điện ảnh, dù sao cũng đã xem ba lần rồi, sở thất nguyệt vẫn tiếp tục nhìn chăm chú trên màn hình, nhưng trường hợp hoang không biết cô ấy có đang xem phim hay không nữa. Gần đây đúng là giữa bọn họ xảy ra một số việc, không ở cùng trong một khoảng thời gian dài cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng khi ở chung một chỗ thì thấy lời nào cũng dư thừa, thầm lặng tựa vào nhau như vậy là đủ rồi, cả hai đều biết đối phương muốn gì. Nhìn thấy Ngọc Mặt xã thân nghĩ cách cứu nữ sinh của học viên trên màn ảnh, sở thất nguyệt nói, nếu gặp hoàn cảnh nguy hiểm, anh có để cho em đi không? Trương Hợp Hoang nói, trời sập thì có anh gánh. Sở thất nguyệt gật đầu, chủ động nắm tay anh. Phòng bán vé của Tần Hoài Thập Tam Sai rất kém, Căn cứ vào các chuyện gia dự đoán, có lẽ bộ phim này chỉ đạt được doanh thu tầm 400 triệu, đối với một bộ phim nhựa được đầu tư khủng thì có vẻ đây chính là lỗ lớn. Tuy đạo diễn Trương và Tân Họa đã kết thúc hợp đồng, nhưng bộ phim này vẫn là tác phẩm của ông ấy, danh tiếng và doanh thu phòng vé là hai đường thẳng song song với nhau. Ông ấy cũng không thể không quan tâm, đặc biệt là khi tung cảnh hậu trường, đồng thời đưa tin về những người sáng tạo chính của bộ phim có ảnh hưởng đến quảng bá bao gồm cả Superstar Entertainment của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang. An nhiên với tư cách là diễn viên chính thì cũng tham gia vào hoạt động của chương trình với người sáng tạo chính. Toàn bộ tổ chế tác hy vọng thông qua sự cố gắng của họ có thể khiến doanh thu phòng vé tăng lên. Chương trình tạp kỹ vào ngày thứ Bảy, đạo diễn chương mời Trương Hợp Hoang cũng có lý do chính đáng do Trương Hợp Hoang cũng là một trong những người sáng tác ra Tần hoài thập tam sai. Trong đoàn anh đảm nhận vai diễn viên đóng thế nhưng lên màn ảnh thì đã bị cắt đi toàn bộ. Trương Hợp Hoang vui vẻ nhận lời mời, An Nhiên nói cho anh chuẩn bị tiết mục trình diễn ca khúc Radio Tình Ca, MV cũng đã được quay xong, tiết mục sẽ được phát sóng. Là giám đốc của Bộ phận Phát triển và Cải cách của Đài truyền hình Nam Giang thì Trương Hợp Hoang phải thường xuyên tham gia các chương trình và viết báo cáo. Tuy biết rằng Đài trưởng Tôn sẽ phê duyệt nhưng vẫn là nên làm đúng thủ tục. Trở lại Đài truyền hình Bình Giang để ghi hình một chương trình sau hơn một tháng, Trương Hợp Hoang quyết định không gặp những người đồng nghiệp đang trong thời gian đào tạo. Chương trình tạp kỹ của họ được quay ở trường quay số 3, trong khi đó chương trình quảng bá cho China Way thì được quay ở trường quay số 1. Trường hợp Hoang đi qua cửa của trường quay số 1 thì thấy có rất nhiều bảo vệ, bởi vì China Way là chương trình quan trọng trong 6 tháng cuối năm của đài truyền hình Bình Giang, cho nên toàn bộ quá trình quay đều bảo mật, chỉ có nhân viên mới có thể vào, không phận sự miễn vào. Trường hợp Hoang đi ngang qua trường quay số 1, nhìn thoáng vào phía trong nên liền bị bảo vệ trừng mắt liếc. Cuộc chiến chương trình tạp kỹ mùa hè chưa bắt đầu nhưng mà mùi thuốc súng đã bay nồng nàn. Trương Hợp Hoang lắc đầu rồi tiếp tục đến trường quay số 3, nghe phía sau có người gọi anh, Trương Hợp Hoang xoay người lại nhìn thì ra đó là chủ nhiệm của đài truyền hình Bình Giang Lý Vân Phi. Trương Hợp Hoang cười nói, chủ nhiệm Lý, sao ông còn chưa vào trong? Việc quay China Way là việc rất quan trọng, ông ta là chủ nhiệm đài thì không phải nên ở bên trong giám sát sao? Lý Vân Phi nói, Việc quay đã có đạo diễn phụ trách ở đây rồi nên tôi đi qua trường quay số 3 xem bản ghi âm của mọi người. Ông ấy biết rằng Superstar Entertainment đã mời đoàn làm phim Tần Hoài Thập Tam Sai, nhưng bây giờ ông ấy mới biết Trương Hợp Hoang cũng là một trong số người của đoàn phim. Lý Vân Phi đã xem qua Tần Hoài Thập Tam Sai, nhưng không thấy Trương Hợp Hoang xuất hiện trong bộ phim điện ảnh này, có chút tò mò nói, Tiểu Trương, giờ mới biết cậu cũng tham gia diễn xuất, trong bộ phim này cậu diễn vai nhân vật nào? Trương Hợp Hoang nói, tôi chỉ là diễn viên thay thế, không có cơ hội tỏa sáng. Lý Vân Phi nói, tôi biết rồi, là anh hùng vô danh. Trong lòng Trương Hợp Hoang nói rằng có thể ông sẽ không biết được rằng tôi đóng thế vai diễn viên nam chính, còn đóng phân đoạn gợi cảm nóng bỏng. Thật ra bản thân anh cũng không thích đóng những cảnh phản cảm như vậy, nhưng mà khi bắt đầu diễn tâm tình của anh đã thay đổi. Anh cho rằng đạo diễn chương không nên cắt đoạn này đi, dù sao cũng là tâm huyết của anh dồn vào diễn xuất. Lý Vân Phi ngoài miệng thì nói đã hiểu, nhưng lại với tinh thần đập nồi hỏi lại, "Trong phim cậu đóng thế nhân vật nào?" Trương Hợp Hoang nói, "Nhân vật nam chính." Nhân vật nam chính không phải người nước ngoài sao? Lý Vân Phi nửa tin nửa ngờ vực nhìn Trương Hợp Hoang, cảm giác lời nói của tên nhóc này không mấy câu là thật. Trương Hợp Hoang nói, "Tình huống cụ thể ra sao thì tôi không rõ, dù sao cũng sắp gặp đạo diễn chương, việc tôi đóng thế cũng là do ông ấy tự quyết định." nếu không tin ông có thể hỏi ông ấy. Về mảng phim điện ảnh tôi cũng không rành, đều tự dựng phim, cũng không biết bị đạo diễn chương đưa đi đâu hay là người nào. Lý Vân Phi cười ha ha nói, được, tôi sẽ hỏi sau. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, Lý Vân Phi hôm nay đặc biệt thắc mắc rất nhiều, tiểu trương, giờ voi ập China của cậu quay thuận lợi chứ. Trương Hợp Hoang nói, cụ thể quá trình quay là do Blue TV và Yuku phụ trách, tinh vực chúng tôi chỉ tham gia vào quá trình sáng tạo kịch bản cho chương trình tạp kỹ này trước mặt lý vân phi anh cũng không tiện nhiều lời lý vân phi nói giữ bí mật công việc tốt đấy tôi nghe nói chương trình của cậu làm cả ghế dựa còn nói là công nghệ cao hàng đầu thế giới có phải là đang khoa trương quá độ hay không trường hợp hoang biết không có bức tường nào là không thể xuyên thủng trên thế giới này nên chuyện bảo vệ được bí mật là không có khả năng trường hợp hoang nói cũng không tính là công nghệ cao, dù sao tháng sau cũng đã phát sóng rồi đến khi đó ông sẽ được thấy tất cả. Lý Vân Phi cũng biết từ miệng của tên nhóc này là moi ra được bí mật là không thể, cười nói, lần tới có ý tưởng nào hay thì đến tìm tôi, chúng ta đều là Bình Giang, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Trường hợp hoang liên tục gật đầu, đầu nghĩ tôi không có hẹp hòi như ông. Một lát sau, đạo diễn chương dẫn các nhân viên của đoàn làm phim chính đến trường quay số 3, sau khi đến nơi thì mọi người được phân chia đi trang điểm ở phòng riêng. Còn trường hợp hoang thì trang điểm bên ngoài, anh cũng không cảm thấy mình bị phân biệt đối xử, dù sao thì địa vị hiện tại của anh cũng không đủ tư cách để được hưởng đãi ngộ riêng. Trong lúc đang trang điểm, đạo diễn Lê Vĩ đến giao lưu với anh, thật ra vốn dĩ trường hợp hoang cũng không có trong danh sách khách mời, là đạo diễn Chương đã gọi tên anh. Đạo diễn đối với trường hợp hoang nổi danh đã lâu, hơn nữa là bạn đồng hành, cho nên thái độ của ông ấy cũng cực kỳ khách sáo, chủ nhiệm Trương, cậu đã xem qua kịch bản chưa? Trương Hợp Hoang nói, tôi vẫn chưa xem nó, dù sao tôi cũng không nói mất câu, cứ làm phiên bản người thịt trước mặt là được rồi. Đạo diễn vui tươi hớn hở nói, chủ nhiệm Trương có sự hiểu biết rất mạnh. Ý của ông ấy là vậy. Khách mời chủ yếu là đạo diễn Trương và các diễn viên chính, hôm nay những người có mặt bao gồm An Nhiên và hai diễn viên nữ khác, nam diễn viên chính phải trở về Hollywood anh ta không thể bay một chuyến đến đây để tham dự chương trình tạp kỹ này. Ngoài ra còn có diễn viên phụ khác như Đông Vi, trong phim là vào vai một người lính quốc dân, và Trương Hợp Hoang là diễn viên đóng thế. Đạo diễn cũng khó hiểu, đưa ra câu hỏi giống Lý Vân Phi, Trương Hợp Hoang đóng vai nào trong bộ phim điện ảnh này? Gần như không thấy anh lộ mặt. Trương Hợp Hoang bị hỏi đến phiền, chỉ muốn ghi hẳn bốn chữ diễn viên đóng thế lên mặt. Lúc trang điểm, An Nhiên đến tìm anh, Trương Hợp Hoang có chút khoa trương khen ngợi, quá xinh đẹp, hôm nay ăn mặc như vậy để áp đảo mọi người sao? An Nhiên cười nói, anh lại nói quá rồi, tí nữa hát với em một bài không? Thôi khỏi đi, mấy đạo diễn nói rồi, để tôi làm nền cho em cũng được. An Nhiên nói, cái này là do chính anh nói đó, anh vừa thiết kế một cảnh nền, chính là anh. Trương Hợp Hoang dở khóc dở cười nói, cảnh nền là gì? Đừng lừa tôi. An Nhiên miêu tả ngắn gọn qua một chút. Ban đầu họ đồng ý cho An Nhiên hát xen kẽ trong MV họ quay, nhưng đạo diễn chương trình giải trí phản đối. Ông ấy cho rằng biểu diễn trực tiếp mới có ý nghĩa và nhập tâm hơn. Bối cảnh không quá phức tạp, chủ yếu là dùng hiệu ứng ánh sáng. Về phần của trường hợp Hoang lại càng đơn giản hơn, chỉ là hiệu ứng ánh trăng tạo bởi đèn chiếu. Trường hợp Hoang chỉ cần đứng đó để lấy bóng hình. Trường hợp Hoang thấy cũng không khó khăn gì nên liền đồng ý. Trước khi vào trường quay. Khách mời sẽ được sắp xếp vào một căn phòng để nghỉ ngơi, trường hợp Hoang cũng gặp đạo diễn Trương ở đó, đạo diễn Trương mặc chiếc áo dài Trung Quốc, cảm giác tinh thần của người trước mặt đã khá hơn rất nhiều. Đạo diễn Trương chủ động nói, "Hợp Hoang lại đây." Trường hợp Hoang nhanh chóng bước qua đó và đưa tay hướng về phía đạo diễn Trương, đạo diễn Trương bắt tay anh cười nói, "Cảm ơn cậu đã dành chút thời gian để đến đây ủng hộ cho chúng tôi." Trường hợp Hoang nói, "Đạo diễn Trương, ông nói vậy như xem tôi là người ngoài rồi." dù sao tôi cũng là một người của đoàn làm phim mà. Hai diễn viên nữ nhìn Trương Hợp Hoang với ánh mắt khó hiểu, bởi vì họ không thể nhớ được anh chàng điển trai này là nhân vật nào trong phim. Đông Vi cũng là một trong những diễn viên chính nhưng mà Trương Hợp Hoang và anh ta không hề xuất hiện cùng nhau, vài người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi khó hiểu, chỉ là đạo diễn Trương có vẻ thân thiết với cậu ta như vậy thì Trương Hợp Hoang hẳn là một nhân vật quan trọng. Đông Vi không nhịn được hỏi An Nhiên, An Nhiên cố ý nói, Tôi cũng không rõ lắm, anh ta là người đạo diễn chương mời đến, anh hỏi ông ấy đi. Đạo diễn chương cùng với Trương Hợp Hoang nói chuyện vài câu, xong lại giới thiệu anh với vài người khác, vị này là bạn tốt của tôi, cũng là người thuộc tổ diễn viên chính của đoàn phim, Trương Hợp Hoang tiên sinh. Đạo diễn chương giới thiệu rất long trọng, Trương Hợp Hoang có chút đắc ý, đạo diễn chương khách sao rồi, tôi là người của đài truyền hình Nam Giang, cũng là học trò của đạo diễn chương. Trương Nhất Mưu cười nói, Mọi người chắc hẳn là đã nghe qua gần đây, cậu ấy là tác giả của tác phẩm bán chạy gần đây Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Tác phẩm này ai cũng biết, Đông Vi là fan của Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, khi nghe tên trường hợp hoang anh ta đã nghĩ đến tên tác giả của tác phẩm này. Anh tưởng chỉ là người trùng tên trùng họ, nhưng không ngờ tác giả của của tác phẩm lại trẻ đến như vậy, Đông Vi phấn khích, thầy Trương, tôi là fan của anh. Trương Hợp Hoang cười nói, tôi cũng là fan của anh, các tác phẩm của thầy Đông tôi đều đã xem qua. Trước mắt Đông Vi đều đang đóng phim truyền hình, đừng nhìn thấy anh ta trẻ như vậy nhưng thật ra anh ta đã 33 tuổi rồi. Thật ra Trương Hợp Hoang cũng từng xem xét anh ta cho vai diễn khi ngưu, nhưng đó là trước khi anh ấy thành thạo các kỹ năng diễn xuất sơ cấp, bây giờ có thể tự quyết định. Đạo diễn và mọi người đã đến đầy đủ và trao đổi sơ qua, đều là những người chuyên nghiệp, nên chắc hẳn mọi người sẽ không có vấn đề gì chương trình tạp kỹ này chỉ có vài phần đơn giản đầu tiên sẽ là tiết mục mở màn của an nhiên ca khúc radio tình ca đạo diễn đề nghị an nhiên mặc sườn xám thật ra ông ấy cũng không biết ca khúc này có nội dung gì chỉ là hôm nay chương trình tạp kỹ tần hoài thập tam sai nên phải mang ca khúc chủ đề phù hợp với bộ phim điện ảnh này theo chỉ đạo của đạo diễn đông vi sẽ mặc quân phục dân quốc tay cầm bộ đàm xuất hiện dưới làn khói lửa chiến tranh khi chuyển cảnh an nhiên sẽ xuất hiện Trường hợp Hoang sẽ xuất hiện làm nền, đó là đứng dưới ngọn đèn vòng tròn tạo bóng, cứ đứng yên cho đến khi các hình là ok. Không thể không nói là sáng tạo, đạo diễn muốn diễn tả đây là một bản tình ca thời chiến. Nhưng thực tế thì khác với tưởng tượng. Chương trình tạp kỹ chính thức bắt đầu quay, âm thanh đạn bắn vang lên cùng khói lửa, đông vi mặc quân phục quốc dân, người đầy máy, trong tay cầm bộ đàm, alo. Alo. Oanh. Tiếng bom nổ vang lên kèm theo hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đặc biệt. Đông Vi ngã xuống dưới làng đạn pháo, mấy bộ đàm văng sang bên cạnh, từ từ lết lại mấy bộ đàm, trung trung cầm lên, này. Khúc nhạc dạo lại vang lên, an nhiên mặc bộ sườn xám trong vai ngọc mặt, một tay cầm chiếc ô đỏ, một tay điện thoại di động, mặc dù không nhất quán lắm nhưng lại tạo ra hiệu ứng đang xem thời gian và không gian một cách thần kỳ. Khán giả ở trường quay bị thu hút bởi màn mở đầu thú vị này. An Nhiên bắt đầu ca hát, ai có thể tắt ánh trăng đi ánh trăng lại soi sáng sự im lặng của hai chúng ta ánh sáng nơi đông vi đứng đã mờ đi ngọn đèn bắt đầu tiến về vị trí chính giữa sân khấu chùm ánh sáng to lớn tạo thành một hình tròn hình tròn đó tựa như một ánh trăng phù hợp hoàn cảnh bây giờ ở vị trí trung tâm xuất hiện hình bóng một người đàn ông cao ráo hình bóng này là của trường hợp hoang việc của anh cực kỳ đơn giản không cần quay tận mặt chỉ cần đứng làm cái bóng thôi đạo diễn muốn trương hợp hoang và đông vi diễn cho cùng một nhân vật đông vi đã chết ở ngoài chiến trường sau đó linh hồn anh lại xuất hiện trong hình ảnh ánh trăng dù thiết kế rất tài tình nhưng có vẻ anh ấy đã hiểu sai ý nghĩa của bài hát trương hợp hoang ở phía sau bức che chắn vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế không nhúc nhích an nhiên hát ca khúc này khá tốt anh dự cảm được rằng sau khi chương trình này được phát sóng ca khúc này sẽ được yêu thích an nhiên hát đến đoạn chúng ta cũng quên xây đắp cây cầu để có thể nhìn thấy được nỗi lòng của nhau bỗng có việc ngoài ý muốn xảy ra, bức che chắn trước mặt Trương Hợp Hoang đột nhiên ngã, cả trường quay bất ngờ, Trương Hợp Hoang cũng bất ngờ. Vốn dĩ là anh giấu mặt, chỉ có cảnh bóng in trong kịch bản, và là một người anh hùng vô danh, tiêu rồi, bây giờ lại lộ mặt. Đạo diễn đứng dưới sân khấu cũng hoa mắt, hai tay ôm đầu nói hỏng rồi, cái này phải quay lại một lần nữa mới êm xuôi, vì sao bức che chắn lại ngã xuống. Chẳng lẽ là do trường hợp hoang đẩy ngã? Người này muốn gây chuyện gì sao? An Nhiên vẫn rất bình tĩnh, cô vẫn trình diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Trương Hợp Hoang cũng nhanh chóng ứng biến, nếu đã xảy ra tình huống như vậy thì anh không thể cứ đứng ngây ngốc ở đó được. Anh chậm chậm tiến đến chỗ của An Nhiên, ánh đèn cũng rất phối hợp, vần trăng lớn bao xung quanh anh. Hình ảnh thiết kế ban đầu chỉ là nhân vật phía sau bức che chắn, bây giờ đã trở thành trung tâm ánh nhìn của khán giả, người ở trong mặt trăng này thật chói mắt. Trong những khán giả phía dưới có những người là fan của Bến Thượng Hải, rất nhanh chóng đã nhận ra nhân vật đó, nhiều người còn kích động hét ầm lên. Đạo diễn cũng không tưởng tượng ra được phản ứng hóa học này, chỉ thấy trường hợp hoang ở trên sân khấu dường như tỏa ra hào quang, vẻ đẹp trai phóng khoáng của anh khiến cho khán giả nữ trong trường quay gần như không thể rời mắt khỏi anh. Nhân viên chương trình đều biết tiết mục đã bị lộ, nhưng khán giả không biết, còn nghĩ đây là một phần của tiết mục. An nhiên hát ca khúc này rất cảm động, thời gian và bối cảnh thay đổi liên tục khiến cho mọi người thấy mới mẻ hiệu ứng mãn nhãn, khán giả đều bị cuốn hút vào sự hấp dẫn của tiết mục này. Fan của cặp đôi Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình đang rất phấn khích không biết chuyện gì đang xảy ra. Theo họ đây là tình yêu xuyên không gian và thời gian. Trường hợp hoang lúc đi qua vô ý đã dẫm lên tay của Đông Vi, vì Đông Vi diễn vai một chiến sĩ đã ngã xuống hy sinh, nằm yên bất động trong góc nên ánh đèn sân khấu lúc đó cũng không chiếu đến anh nữa. Lợi dụng ánh sáng để ẩn mình, trong kịch bản ban đầu trường hợp hoang cũng chỉ cần đứng yên không di chuyển. Trường hợp hoang giẫm tay của Đông Vi mà anh ta không thể kêu lên thành tiếng, may mắn là anh đã kịp thời phát hiện, nhanh chóng nhấc chân lên, tiện thể từ mặt đất nhặt bộ đàm lên. An Nhiên nhìn anh triều mến và hát. Chúng ta đã quên xây đắp một cây cầu. Để có thể thấy được tấm lòng của đối phương. Để biết người kia cần điều gì nhất. Đừng để cô đơn ôm lấy. Bài hát kết thúc, Trường hợp Hoang cùng An Nhiên đi cạnh bên nhau, hai người nắm tay, ánh đèn chiếu lên bọn họ, tiếng vỗ tay vang lên như sấm ở trong khán phòng. Trợ lý đi vào hỏi nhỏ đạo diễn, "Đạo diễn, chúng ta có cần quay lại lần nữa không?" Đạo diễn không hài lòng liếc anh ta một cái, "Đồ ngốc này, không thấy phản ứng của trường quay sao? Không thấy tiếp mục rất hiệu quả à? Nếu quay lại một lần nữa thì hiệu ứng trường quay có được như vậy không?" Trợ lý nhìn hiểu được ý thông qua ánh mắt của ông ấy nhanh chóng đưa tay ra hiệu tiếp tục. Ánh đèn sáng chói, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu nhân viên của đoàn làm phim, đầu tiên đương nhiên phải giới thiệu đạo diễn chương. Sau sự kiện được quay lại thì đây là chương trình tạp kỹ trên TV đầu tiên của đạo diễn chương xuất hiện. Khi đạo diễn chương xuất hiện với một nụ cười, nỗ lực tương tác nhưng khán giả ở trường quay cuối mặt không nhìn. Dựa vào kịch bản thì dạo diễn chương sẽ tiếp nhận mic và giới thiệu dàn diễn viên của Tần Hoài Thập Tam Sai hôm nay những người khán giả tham gia chương trình tạp kỹ ngày hôm nay thì có hơn một nửa đã xem qua tầng hoài thập tam sai khi các dàn diễn viên bắt đầu bước lên sân khấu thì phản ứng của khán giả đối với các nhân vật cũng nhiệt tình hơn mỗi khi đạo diễn chương giới thiệu diễn viên thì màn hình lớn sẽ chiếu hình ảnh nhân vật tương ứng của họ trên sân khấu lúc giới thiệu đến trường hợp hoang thì màn hình xuất hiện hình ảnh của nhân vật dôn mọi người trong trường quay ồ lên cho là tổ sản xuất lấy nhầm hình tại sao ngay cả ảnh chụp cũng lấy sai nghĩ người xem dễ bị lừa vậy sao? Ở trên sân khấu ngoài đời rõ ràng là một người Trung Quốc tóc đen mắt đen và da vàng, lại cho đóng vai một nhân vật ngoại quốc. Đạo diễn chương khi nghe thấy phản ứng của mọi người trong trường quay, ông ấy cười nói, mọi người sẽ không cảm thấy quen thuộc với anh chàng diễn viên này, cậu ấy là diễn viên đóng thế của nhân vật chính dung, tất cả những động tác nguy hiểm yêu cầu cao đều do cậu ấy thực hiện. Một tràng pháo tay lớn từ trường quay. Trương Hợp Hoang mỉm cười cúi đầu chào khán giả, nghe đạo diễn Trương giới thiệu như vậy làm anh mắc cười, yêu cầu cao động tác nguy hiểm. Trên thực tế, thì anh chỉ đóng thế ở cảnh giường chiếu của nhân vật dung, cuối cùng đạo diễn Trương lại khoa trương khiến cho diễn xuất của mình thêm phần hành động như vậy. An nhiên đương nhiên cô hiểu rõ nên cũng cảm thấy buồn cười, động tác nguy hiểm yêu cầu cao sao. Có gì nguy hiểm với Trương Hợp Hoang? Nếu là nguy hiểm thì phải là cô nguy hiểm mới đúng, Nhớ lại vẻ mặt và dáng vẻ của anh lúc đó, cô lại đỏ mặt, khi đó cô mới biết tim mình đập nhanh đến mức nào. Đạo diễn chương rất thiên vị trương hợp hoang, lại tiếp tục nói, cậu ấy còn có một thân phận khác là nhà văn vĩ đại, cậu ấy là tác giả của bộ truyện đang bán rất chạy, xạ điêu anh hùng truyện. Khi danh tính của anh được tiết lộ, trường quay như nổ tung lên, mọi người ở đây hầu như đều đã xem qua tác phẩm truyện đang rất hóc hiện nay. Không ai có thể ngờ Trương Hợp Hoang vừa là diễn viên vừa là tác giả, cho rằng chỉ là trùng tên mà thôi khi cả hai cùng được công bố thì trường hợp hoang bỗng nhiên biến thành tài tử trong mắt của khán giả an nhiên cũng bổ sung thêm một câu nữa cả bài hát tôi vừa trình bày radio tình ca cũng là trương tiên sinh đây sáng tác đâu chỉ là một người tài năng rõ ràng là một người có tài năng xuất chúng từ sáng tác diễn xuất đến viết tiểu thuyết một người toàn năng như vậy trong làng giải trí rất hiếm thấy chủ nhiệm lý vân phi ở dưới nhìn lên không thể không thừa nhận Trương Hợp Hoang thật sự rất ăn ảnh, đứng giữa dàn Mỹ Nam Mỹ Nữ cũng không hề bị lép vế trước bọn họ. Tuy nhiên thì An Nhiên và đạo diễn Trương cũng giúp Trương Hợp Hoang thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng trong lòng người dẫn chương trình vẫn còn thước đo, theo anh ta thì Trương Hợp Hoang vẫn là một nhân vật không có đất diễn, hiện nay ở sân khấu nhân vật chính nên là đạo diễn Trương và An Nhiên. Trương Hợp Hoang cũng biết mục đích của ngày hôm nay, anh cũng có tài ăn nói, không thể giọng thách ác giọng chủ được cứ ít nói nhất có thể là được. Chương trình tạp kỹ này quay mất 4 tiếng, đợi khi kết thúc thì màn đêm đã buông xuống. Đạo diễn chương từ chối lời mời cùng ăn tối của chương trình, vì ông ấy cũng không thích mấy hoạt động xã giao này. Với ông thì chương trình này là công việc thường ngày, ông ấy và bên Tân Họa đã hoàn thiện các phần cắt ghép bây giờ chỉ còn ghép nối chúng lại sẽ ra một video chuyên nghiệp. Cũng xuất phát từ sự kính trọng của ông đối với tác phẩm của mình. Trường hợp hoang đi tẩy trang, Đi đến gian phòng trang điểm mà đạo diễn Trương đang ở đó, Trương Nhất Mưu nhìn thấy anh, cười nói, Tiểu Trương, cậu tới đúng lúc lắm, buổi tối tôi còn việc nên không thể ăn tối cùng cậu được. Trước đó Trương Hợp Hoang có nói với An Nhiên mình đã đặt ở quán viên mai một bữa cơm chiêu đãi đạo diễn Trương. Nhưng nếu đạo diễn Trương có việc thì Trương Hợp Hoang cũng không miễn cưỡng ông ấy, ngồi xuống trò chuyện với ông ấy vài câu. Đạo diễn Trương nói với Trương Hợp Hoang bộ phim điện ảnh mới đã tìm được nữ chính số 2, chỉ là ông ấy vẫn nuối tiếc cho An Nhiên, dù sao An Nhiên cũng là diễn viên do chính tay ông ấy đào tạo. Đạo diễn Trương cho rằng bộ phim điện ảnh sắp quay của Trương Hợp Hoang chỉ là một bộ phim kiểu thương mại. Một diễn viên tài năng như An Nhiên không nên lãng phí thời gian với những bộ phim nhựa như vậy. Mặc dù những người tạo ra Tần Hoài Thập Tam Sai đã cố gắng tương tác với khán giả nhưng mà tình hình bán vé của bộ phim cũng không có gì khởi sắc. Đến tuần thứ tư, phòng bán vé còn bán chưa được đến 3 vé, Căn cứ vào số liệu cuối cùng của phòng vé thì bộ phim này doanh thu chỉ đạt đâu đó tầm 440 triệu, Tân Họa đã đầu tư chi phí là 600 triệu, có thể nói bộ phim này đã thua lỗ trầm trọng. Tần Hoài Thập Tam Sai đã bước vào giai đoạn kết thúc bán vé, nhưng danh tiếng của An Nhiên ngày càng lớn, nhờ có bộ phim điện ảnh mà cô đã nổi như cồn, quy luật khiến nữ diễn viên nổi danh của đạo diễn chương vẫn được tiếp tục lưu truyền. Người trong nghề đang chú ý đến hợp đồng quản lý của An Nhiên, trong khi đó người hâm mộ thì quan tâm đến bộ phim tiếp theo của cô. Sau chương trình siêu sao giải trí của đài truyền hình Bình Giang phát sóng, với tiết mục radio tình ca của An Nhiên lại một bước lên trời, sau khi cùng nhau thảo luận thì Trương Hợp Hoang và cô quyết định sau khi chương trình này được phát sóng thì sẽ ra đĩa đơn cho ca khúc này. Hãng đĩa Phi Tuyết sẽ quảng bá rầm rộ cho ca khúc đồng thời trong lúc đó thì hai nền tảng video trực tuyến là Yuku và TI e Video cùng nhau tung ra MV do đạo diễn Quắc Gia E Yong quay với An Nhiên và Trương Hợp Hoang làm nhân vật chính. Sau khi có sự trợ giúp từ hai nền tảng video thì ca khúc chỉ trong hai ngày đã đứng đầu bảng xếp hạng bài hát mới của Billboard và đứng đầu bảng xếp hạng MV ca nhạc được yêu cầu nhiều nhất, độ nổi tiếng không ai sánh kịp trong một thời gian. Theo thống kê của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang thì chương trình siêu sao giải trí thu được lượng người xem cao nhất ở phân đoạn An Nhiên xuất hiện biểu diễn. Chỉ trong một tuần, An Nhiên được mời đóng 12 bộ phim điện ảnh, trong đó có nhiều bộ phim thuộc hàng tốt trong nước. Để tránh bị làm phiền thì An Nhiên đã công bố với công chúng thì hợp đồng quản lý của cô thuộc về tinh vực, muốn thương lượng thảo luận với cô cần liên hệ với tinh vực. Ngoại trừ An Nhiên thì trường hợp hoa người nhiều lần diễn chung với cô ấy cũng bắt đầu nổi tiếng. Điều đầu tiên là do có sự liên minh của hai nhóm fan của Trương Hợp Hoang, tiếp theo là fan của các bộ hứa văn cường và Phùng Trình Trình. Sau khi chương trình phát sóng, một tin tức chưa được xác nhận xuất hiện trở thành một tin tức nóng hổi. Đạo diễn nổi tiếng Trương Nhất Mưu đang muốn làm lại vở kịch Bến Thượng Hải, diễn viên chính là An Nhiên và Trương Hợp Hoang. Tin tức này vừa xuất hiện, không chỉ có hình chụp chung của đạo diễn Trương Nhất Mưu chụp với hai diễn viên, còn đính kèm không ít hình ảnh trên sân khấu của Trương Hợp Hoang và An Nhiên tất cả đều là những hình ảnh cũ của trường hợp hoang và an nhiên theo phong cách Trung Hoa ngày xưa. Tin tức ngày càng lan rộng, thậm chí trường hợp hoang cũng biết. Bọn họ đang tìm đạo diễn chương để chứng thực tin tức, đạo diễn chương có chút sững sờ. Trước mắt anh đang dùng hết tâm trí của mình vào bộ phim Quy Lai like làm gì còn có thời gian quay Bến Thượng Hải. Hơn nữa kế hoạch của vài năm tiếp theo đều đã sắp xếp hết rồi. Nếu muốn quay Bến Thượng Hải thì dù sao đây cũng chỉ là một vở kịch truyền hình, muốn dựng thành phim cần phải chỉnh sửa lại kịch bản cho nó. Lúc đạo diễn chưa nhận phỏng vấn, đã làm sang tỏ sự việc này, ông ấy nói với các phóng viên, tin tức mình đang quay bộ phim điện ảnh Bến Thượng Hải là không có thật. Trương Hợp Hoang và An Nhiên đều là những diễn viên ông từng hợp tác, quan hệ với bọn họ cũng rất tốt. Ông còn nói mình đang bận quay cho bộ phim điện ảnh mới Quy Lai. Còn Trương Hợp Hoang và An Nhiên sẽ có bộ phim mới khác tên Cô Nàng Ngỗ Ngáo. Trương Hợp Hoang chưa từng nhờ đạo diễn Trương tuyên truyền giúp mình vì ông ấy không có nghĩa vụ phải làm vậy. Lần này đạo diễn Trương công khai làm sáng tỏ hiểu lầm, đồng thời cũng giúp anh tuyên truyền về bộ phim điện ảnh mới. Tin tức này ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn, có rất nhiều phóng viên giải trí đã theo chân An Nhiên. Sau buổi tuyên truyền trực tiếp, vì để tránh phiền phức thì An Nhiên đã đi nước ngoài du lịch cùng sở thất nguyệt, hai người đi du lịch thư giãn, trước đó cũng không thèm tạm biệt Trương Hợp Hoang. Không thể phỏng vấn An Nhiên, thì họ tự động chuyển mục tiêu sang trường hợp hoang dù sao trường hợp hoang cũng đang làm tại một công ty giải trí nên các phóng viên trong ngành giải trí rất dễ dàng tìm ra địa chỉ của anh trước cửa đài truyền hình nam giang bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều phóng viên ngồi sổn đợi hiện tượng này không phải lần đầu xảy ra đài truyền hình nam giang cũng biết cách ứng phó đối với phóng viên bọn họ cử các phóng viên thời sự xã hội quay video về các phóng viên đang ngồi sổn trước cửa và đồng thời cũng nói với họ nếu bọn họ cứ tiếp tục làm vậy sẽ gây ảnh hưởng đến công việc thường ngày của nhân viên tại công ty nếu không đi họ sẽ chỉnh sửa và đăng hình ảnh lên các kênh mạng xã hội nếu như tin tức ở đài truyền hình nam giang chưa đủ thì họ sẽ giao tin tức cho đài vệ tinh bình giang phát sóng đáng tiếc là sự uy hiếp của họ không mấy hiệu quả phóng viên đến ngồi chờ chụp hình phỏng vấn trường hợp hoang ngày càng nhiều hơn đài trưởng tôn thụ lập hôm nay đi làm sớm Đi tới cửa đã thấy rất nhiều phóng viên khiến ông cảm thấy không thoải mái, vốn dĩ là một người nhiều kinh nghiệm trong ngành truyền thông, lần đầu ông thấy chán ghét phóng viên như vậy. Đến nơi, Tôn Thụ Lập để cho Tề Tuệ gọi Trương Hợp Hoang lên, Trương Hợp Hoang hiểu được nhất định là vì chuyện phóng viên đến đây. Như mọi người thường hay nói, chỉ cần một người nổi tiếng thì chuyện thị phi sẽ đến, có một chuyện không phải lúc nào anh cũng có thể không chế được. Đi vào phòng làm việc của Tôn Thụ Lập, nhìn thấy trên bàn có mấy cuốn sách trong bộ xạ điêu anh hùng truyện, trong trí nhớ của anh không hề có việc anh đã đưa cho ông ấy những cuốn sách này. Tôn Thụ Lập đã chuẩn bị bút viết đầy đủ, tiểu trương, cậu giúp tôi ký tên vào mấy bộ sách này. Ông nhường chỗ ngồi của mình cho Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nói, đại trưởng Tôn, ông chỉ cần nói một tiếng rồi đưa cho tôi ký là được rồi, cần gì phiền ông gọi tôi đến đây. Tôn Thụ Lập nói, đều là bạn bè tốt của nhau, không nên khiến cậu tốn tiền ông hiểu tôi đến vậy sao? Trương Hợp Hoang ngồi xuống bắt đầu ký tên. Tôn Thụ Lập cầm tách trà nóng lên hớp một ngụm, "Gần đây cậu rất nổi tiếng, trước cửa công ty đều là phóng viên và fan." Trương Hợp Hoang không ngẩng đầu, "Tôi cũng không nghĩ đến sau khi tham gia siêu sao giải trí sẽ nhận được nhiều sự chú ý như vậy, biết thế tôi sẽ không đi." Tôn Thụ Lập nói, "Có suy nghĩ muốn tiến vào giới giải trí không?" Trương Hợp Hoang nói, "Hiện tại không phải tôi đã ở trong giới giải trí rồi sao?" Tôn Thụ Lập nói đầy ẩn ý, cậu bây giờ thật sự đang là ngôi sao tỏa sáng nhất của đài truyền hình Nam Giang. Trương Hợp Hoang ký xong rồi đứng lên, trả ghế ngồi lại cho Tôn Thụ Lập, tiêu chuẩn ngôi sao của ông hơi thấp rồi, độ nổi tiếng của tôi không đủ sao. Tôn Thụ Lập chỉ ra ngoài cửa sổ, Trương Hợp Hoang cũng đến trước cửa sổ nhìn, từ đó có thể thấy ở cổng lớn có không ít phóng viên đang ngồi chờ, hình như còn có các fan nữ đem hoa đến tặng cho mình. Tôn Thụ Lập nói, Tôi có xem qua chương trình tạp kỹ đó của đài tỉnh, thật ra cậu rất có tố chất ngôi sao. Trương hợp hoang bật cười lên, sao vậy? Bây giờ muốn đuổi tôi đi rồi sao? Là chê tôi khiến cho ông gặp nhiều phiền phức. Tôn thụ lập lắc đầu nói, tôi không có ý như vậy, tôi chỉ sợ giữ chân của cậu sẽ ảnh hưởng đến phát triển của cậu sau này. Trường hợp hoang biết tôn thụ lập không phải là người che giấu điều gì, đi đến cầm bình nước, trở về ghế sofa ngồi xuống. Tôn thụ lập nói, hãy nói cho tôi biết trong lòng cậu muốn gì muốn phát triển theo con đường nào ông có thể nói rõ hơn một chút không tôn thụ lập nói tên nhóc thông minh như cậu mà không hiểu được ý tôi sao còn phải để tôi nói rõ ràng là cậu có muốn tiếp tục làm việc ở đài truyền hình nam giang không là đuổi tôi đi sao tôn thụ lập thở dài nói cũng không phải là đuổi cậu đi cậu giúp tôi nhiều việc ở đài truyền hình như vậy người khác có thể không biết nhưng chẳng lẽ tôi không hiểu sao Tôi vẫn luôn cho rằng cậu không từ chức cũng không phải vì muốn đến chỗ khác. Tôi nghĩ mình đối xử với cậu không tệ, và cậu cũng là là người trọng tình nghĩa, thật có lỗi khi phải mở lời nói những câu này. Trường hợp Hoang cười nói, tôi cũng không có suy nghĩ như vậy. Công Thụ Lập nói, nói như vậy, nếu cậu vẫn có ý định theo đuổi con đường làm quan ở công ty, tôi lập tức giúp cậu đưa vào biên chế, nhưng lúc tôi chưa về hưu, tôi sẽ giúp cậu một tay. Nhưng nếu cậu không có hứng thú cũng không sao, tinh vực của cậu hiện nay cũng đang rất phát đạt, một người yêu thích tự do như cậu cần gì phải bó buộc một chỗ. Trương Hợp Hoang nói, được rồi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Tôn Thụ Lập gật đầu nói, hãy suy nghĩ rõ ràng, dù là quyết định như thế nào thì tôi sẽ vẫn luôn ủng hộ cậu. Trương Hợp Hoang sau đó rời đi và tìm La Bồi Hồng, anh muốn hỏi ý kiến của La Bồi Hồng, dù sao La Bồi Hồng cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc ở công ty hơn anh. La Bồi Hồng nghe xong không nhịn được liền bật cười. Trương Hợp Hoang nói: Chị cười cái gì? La Bồi Hồng nói: Cậu có nghĩ đại trưởng tôn có mới nới cũ, được chim quên ná, được cá quên nơm không? Trương Hợp Hoang lắc đầu nói: Ông ấy sẽ không đâu, ông tôn không phải là người vậy. Nhưng chuyện của tôi đã khiến ông ấy gặp nhiều phiền phức. La Bồi Hồng nói: Đổi lại là ai thì cũng sẽ cảm thấy phiền phức thôi. Cậu nghĩ lại thử đi ở nơi làm việc thì cơ bản người nào cũng có thể sẵn sàng trả giá để có được một số thứ đầu tiên là quyền lực thứ hai là lợi ích hai cái này cậu đều không cần đương nhiên vẫn có người nghĩ cậu muốn có danh tiếng điểm này thì cậu không quan tâm đến vì căn bản cậu không cần thông qua đài truyền hình nam giang vẫn có thể nổi tiếng còn một cái nữa vì yêu thích cậu vì đài truyền hình có thể trả giá nhiều thứ như vậy có thể là do yêu thích công việc không có thể xảy ra sao tôi không thể nào là người nhiệt huyết yêu thích công việc này đến vậy được la bồi hồng nói không ai có thể nhận thức được cũng người cho rằng có khả năng việc này xuất phát từ việc cậu yêu thương đài trưởng tôn trường hợp hoang trợn mắt miệng thì há hốc thực sự có người nghĩ như vậy sao thật ra mối quan hệ của trường hợp hoang và tôn thụ lập đã sớm có nhiều tin đồn trước đây thì nói hai người có họ hàng thân thích sau thì lại nói anh là con rơi của tôn thụ lập không nhìn vào năng lực của trường hợp hoang nhưng cuối cùng những người nghe lời đồn đại cũng sẽ biết được thật giả của nó. La Bồi Hồng nói, đại trưởng Tôn sẽ không nghĩ cậu công cao hơn chủ, kể từ khi cậu đến đài truyền hình Nam Giang thì xác thực đã là một thanh đao sắc nhọn trong mắt nhiều người. Vậy việc đó thì có gì phiền đến ông ấy? La Bồi Hồng nói, cậu cũng không phải là một thanh đao bình thường, cậu là một thanh đao vô địch, đại trưởng Tôn đã đến đây chỉ mới vài năm, cậu đối với tâm tư của ông ấy vẫn chưa hiểu hết. Khi đến đài truyền hình, việc ông ấy cần làm là tạo ra những thành tích để củng cố địa vị bản thân nên mới tổ chức một tổ viết kịch bản cho đài truyền hình sau đó mới có thể ngựa không dừng bước chân quay bộ phim tầm tầng ký nếu xem xét lại từ đầu mọi chuyện thì ông ấy quả có chút liều lĩnh nếu như bộ phim không thể bán ra thành công thì khẳng định đài truyền hình sẽ lỗ rất nặng chuyện này cũng có thể gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của ông ấy trường hợp hoang gật đầu anh có thể thấy được sự lo lắng của ông ấy khi bán bản quyền phim La Bồi Hồng nói, thật may mắn là cậu đã hỗ trợ giải quyết vấn đề này, nhanh chóng xin được giấy phép đài vệ tinh, hiện tại với mỗi việc xin được giấy phép đài vệ tinh thôi với ông ấy mà nói cũng đủ khiến ông ấy cầm cự đến lúc về hưu, cậu còn trông cậy ông ấy sẽ hát vang trên con đường phát triển phía trước nữa sao? Trương Hợp Hoang cười hẳn lên, rất có lý. La Bồi Hồng nói, đài trưởng Tôn là người an phận, còn cậu chắc chắn không phải là người muốn an phận, tuy nhiên khi cậu ở đài truyền hình cũng không có hành động gì nhưng công ty kia thì làm rất nhiều việc danh tiếng cũng như nước lên đẩy thuyền lên cậu tuy không thẹn với lương tâm nhưng người khác họ không nghĩ như vậy cho rằng cậu chính là dựa vào bóng của đài trưởng tôn dựa vào việc cậu càng ngày càng nổi tiếng công ty làm ăn cũng phát đạt sẽ khiến cho ông ấy gặp nhiều phiền toái trường hợp hoang nói nếu nói như vậy thì sự tồn tại của tôi ở đây sẽ khiến mọi chuyện của ông ấy phức tạp hơn rõ ràng tôi nên từ chức la bồi hồng nói dù sao tôi thấy việc cậu từ chức cũng không có gì đáng tiếc bản thân cậu đã ký hợp đồng đi càng sớm thì người đàm tiếu càng ít còn nếu đợi công ty của cậu lớn mạnh hơn không biết chừng người ta sẽ nói cậu dùng việc công để làm việc riêng ngay cả ông tôn cũng có thể bị kéo vào đối với trường hợp hoang thì làm việc ở đài truyền hình nam giang đã trở thành một thói quen rời đi thì thật đáng tiếc trợ giúp đài truyền hình nam giang không chỉ là vì trả ơn cho tôn thụ lập mà còn là vì cảm giác thỏa mãn khi bản thân đạt được thành tựu ở điểm này La Bồi Hồng càng hiểu rõ hơn so với trường hợp hoang, cô cũng đang có kế hoạch từ chức, không phải là vì đài truyền hình Nam Giang không tốt, mà là vì cô thấy được trên người của trường hợp hoang một khả năng và tiềm lực phát triển vô hạn. Giờ voi of China đã được chờ mong trong buổi ghi hình đầu tiên, chương trình tạp kỹ này được thiết kế rất tinh xảo, đầu tiên là nó đưa ra khái niệm định hình tiêu chuẩn về âm thanh, đối với toàn bộ học viên chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất đó chính là giọng hát. Ở sâu âm nhạc tuyển chọn truyền thống chỉ có ban cố vấn huấn luyện mới có quyền lựa chọn thí sinh, nhưng trong chương trình này thí sinh cũng có thể đưa ra lựa chọn người cố vấn cho mình. Nói cách khác là đôi bên có thể tự lựa chọn, bởi vì rất có thể sẽ xảy ra tình huống có hai hoặc cả bốn người của ban cố vấn chọn một thí sinh, khi đó thí sinh có thể tiến hành chọn ngược lại họ. Chương trình này được chia ra hai giai đoạn theo lịch thi đấu, vòng đầu tiên là thử giọng tuyển chọn thí sinh, vòng thứ hai chính là giai đoạn sau khi đã lọt vào danh sách chính thức. Giai đoạn này sẽ được phát sóng trực tiếp thông qua Blue TV và kế hoạch quảng bá toàn cầu trên mạng Internet của Yuku. Giai đoạn 2 sẽ được chia làm 4 giai đoạn lớn, cụ thể là phân nhóm cố vấn, trận tranh top 5, ban cố vẫn quyết đấu và trận chung kết. Lần này Blue TV hợp tác với Youku cũng sản xuất chương trình tạp kỹ này, chỉ riêng tổ chế tác đã hơn 400 nhân viên, hợp tác với tinh vực tuy chỉ mới nổi nhưng sự tồn tại này không thể thiếu, bởi vì chương trình tạp kỹ là do trường hợp hoang sáng tạo ra, đối phương không thể xem nhẹ sự tồn tại của anh. Nhâm Thuần là do tinh vực lựa chọn cử đi làm học viên nên cũng được ban tổ chức ưu ái chiếu cố, lấy được thẻ thông hành, trực tiếp qua vòng thử giọng tiến thẳng đến vòng 2. Tư chất tổng thể của Nhâm Thuần cũng rất tốt, vào nơi huấn luyện không bao lâu đã lọc vào danh sách những ứng của viên hạt giống, xếp thứ ba trong bảng xếp hạng của trại huấn luyện. Bảng xếp hạng này là do ban cố vấn xếp hạng bí mật đánh giá, cũng không được công bố ra bên ngoài. Nhưng các công ty hãng đĩa lớn đã bắt đầu hành động, đầu tiên là nhắm vào các học viên có giọng hát và năng lực tiềm ẩn để tìm hiểu và theo dõi, thậm chí còn muốn đoạt cành ô liu, tiến hành ký hợp đồng với các học viên khi học còn chưa nổi tiếng. Trường hợp Hoang lúc thiết kế kịch bản cho chương trình đã chỉ ra vấn đề này, bỏ qua những hãng đĩa đã đưa học viên tới tham gia, trong khi giai đoạn 2 được tiến hành thì học viên đều phải cam kết không ký hợp đồng. Trên danh nghĩa là tránh những yếu tố bên ngoài tác động đến trận đấu của họ nhưng thực tế là anh không muốn mình trở thành người may áo cưới cho người khác. Blue TV và Yuku cũng có tính toán riêng của mình, bọn họ nắm giữ số liệu trong tay, có thể nhắm vào các thí sinh có năng lực để bắt đầu ký hợp đồng hợp tác. Đương nhiên trường hợp Hoang biết quy tắc ngầm của chương trình, nên cho nên anh đã đặt mục tiêu cho Nhâm Thuần là vị trí thứ ba, còn quán quân cũng không cần nghĩ đến, bởi vì trước nay quán quân của The Voice of China cũng không thể nổi tiếng. Tần Hồng đến Hàng Châu trước buổi thu hình tiếp theo 3 ngày, cô muốn đồng hành cùng Nhâm Thuần ở toàn bộ hành trình. Trước khi đến Hàng Châu, Trương Hợp Hoang cũng có nói với cô về chuyện của Phó Hạo, tuy ngoài mặt Tần Hồng tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì sóng lớn nổi lên. Trương Hợp Hoang cũng không hỏi gì về chuyện tình cảm của hai người họ, chỉ nói với Tần Hồng để cô có thể mời Phó Hạo gia nhập vào tinh vực, tài đánh guitar của Phó Hạo trong nước có thể nói là xuất sắc. Đồng thời cũng muốn Tần Hồng để ý đến Kim Dung Jin một chút vì để khai thác được thị trường ở Hàn Quốc thì trường hợp hoang rất cần có với anh chàng ca sĩ ngoại quốc này. Phó Hạo bất ngờ khi thấy hai người bạn cũ cùng chơi âm nhạc trong quá khứ là Thường Tuyết Nguyên và A Đông, sau khi biết được hai người họ là được đạo diễn mời đến, lấy tư cách là bạn bè thân thiết đến cổ vũ cho Phó Hạo trong cuộc thi này. Hình tượng của Phó Hạo là một ca sĩ lang thang, không người thân và bạn bè, nhưng anh không phải là người không có bạn. Hồi trước ở Bằng Thành còn có một nhóm bạn chung chí hướng âm nhạc, Đương nhiên một nửa trong họ cũng như anh ấy đều thất bại. Ngày thường Tuyết Nguyên và A Đông đến Hàng Châu, Phó Hạo đã tiếp đãi bọn họ, nghe ngóng được Tần Hồng cũng đang ở Hàng Châu. Phó Hạo cũng không bất ngờ lắm vì Tần Hồng đang là người của công ty Trương Hợp Hoang, mà Tinh Vực cũng là một công ty đang hợp tác với chương trình. Phó Hạo cho rằng Tần Hồng chắc cũng đã biết việc mình đang tham gia cuộc thi và có lẽ đang lặng lẽ quan sát anh ấy. Anh ấy rất cần một cơ hội để chứng minh anh muốn nhân cơ hội cuộc thi này chứng tỏ bản thân thật ra người muốn chứng tỏ bản thân mình không chỉ có mình phó hạo có thể nói rằng hơn nửa số thí sinh tham gia ở đây đều có mong ước như vậy nhưng mà quán quân chỉ có một thông qua chương trình này số người có thể chứng minh được bản thân cũng không nhiều nhâm thuần cũng đang muốn chứng minh bản thân tần hồng cũng nhìn ra được sự lo lắng của cô ấy mục đích của cô lần này đến đây để hỗ trợ tâm lý cho nhâm thuần lần đầu nhâm thuần tham gia vào một sâu tuyển chọn vừa thiếu kinh nghiệm vừa thiếu sự tự tin nhâm thuần đã nhiều lần nói rằng cô ấy muốn thể hiện thật tốt cố gắng hết mức có thể để làm rạng danh cho công ty vợ chồng nhâm đương hành bên ngoài miệng luôn nói không quan tâm đến thành tích của con gái nhưng thực tế là hai vợ chồng đều rất lo lắng không ngừng cổ vũ mong con gái mình thể hiện tốt nhất muốn đoạt được vị trí quán quân trường hợp hoang sớm đã nhìn ra hai vợ chồng họ là người tham hư danh và sĩ diện điều này cũng không có gì quá đáng không phải mục đích của con người sống trên đời chỉ để thở hay sao? Trương Hợp Hoang đã nói với Tần Hồng, việc nhâm thuần tiến vào top năm là không có vấn đề gì, vì nhờ có quy tắc ngầm trong giới, là người đã tạo ra chương trình tạp kỹ này thì đã được cam kết nghệ sĩ của công ty có thể đi được đến vòng chung kết. Đương nhiên là nhâm thuần không thể phạm sai lầm gì quá lớn, nếu có lỗi quá rõ ràng thì có thể thấy kết quả chương trình rất mờ ám. Đến giai đoạn này của chương trình, về phương diện kỹ thuật ca hát không thể cải tiến gì nhiều, nên điểm quan trọng nhất ở đây là tâm lý. xét về giọng hát thì nhâm thuần cũng có thể nói là có giọng hát trung bình trở lên so với các thí sinh, nhưng có thêm nhan sắc tốt và độ tuổi nhỏ. tuy vậy thì tiêu chuẩn duy nhất dành cho một tiết mục vẫn là giọng hát, đặc biệt là ở vòng tuyển chọn giấu mặt. nhưng các thí sinh vẫn phải đối mặt với tiêu chuẩn này không chỉ vòng này mà còn ở nhiều vòng khác. sau vòng tuyển chọn, họ còn một chặng đường dài phải đi hình ảnh và tuổi tác cũng là những tiêu chí để cho các công ty hãng đĩa âm nhạc quan tâm đánh giá tiềm năng của họ chị hồng lỡ như em không qua được vòng này thì phải làm sao nhâm thuần lo lắng tần hồng bật cười sao có thể được chứ em phải tin vào năng lực của mình chỉ cần bình tĩnh phát huy nó chị nghĩ việc em có thể tiến vào vòng chung kết cũng không có gì khó khăn nhâm thuần nói trong trại huấn luyện có rất nhiều người tài năng em không có ưu thế gì cả em lo lắng mình sẽ khiến cho mọi người thất vọng. Tần Hồng nói, cho dù em không tin vào khả năng của mình thì cũng phải tin tưởng Trương Tổng chứ, cậu ấy đã bao giờ nhìn lầm chưa? Nhâm Thuần thở dài nói, thật ra Bảo Nhi tài giỏi hơn em, nếu lần này công ty để cô ấy đi dự thì với khả năng của mình, cô ấy có thể sẽ là quán quân. Tần Hồng nói, hai người là hai phong cách khác nhau, định hình cũng khác nhau, công ty giúp em phát triển theo hướng của mình. Trương Tổng khẳng định là đã nhận ra em thích hợp với sân khấu của Dơ voi ở China nên mới chọn em tham gia. Nhâm Thuần nói, Trương Tổng anh ấy có đến trường quay không? Chắc là sẽ đến. Tần Hồng An ủi Nhâm Thuần thêm vài câu, rồi cô ấy rời khỏi phòng, liên lạc với vợ chồng của Nhâm Đương Hành, cùng nói chuyện với họ, mong họ có thể giúp cho Nhâm Thuần bớt lo lắng. Nhìn thấy vợ chồng Nhâm Đương Hành, phát hiện được họ thay đổi hình tượng khác trước, trẻ trung hơn so với trước đây. Tần Hồng nhận ra có lẽ là vì họ là người thân của thí sinh, sẽ xuất hiện trước ống kính nên đã chuẩn bị rất chu đáo, muốn tạo cảm giác là một cặp cha mẹ ưu tú. Tần Hồng nói với họ về lo lắng của mình. Nhâm Đương Hành ngạc nhiên nói, lo lắng cái gì? Sao phải lo lắng? Tiểu thuần nhà tôi đã giỏi giang từ nhỏ, tham gia không ít cuộc thi, giành được rất nhiều giải quán quân. Tần Hồng nói, quy mô của The Voice of China và những cuộc thi cô ấy tham gia trước đây hoàn toàn khác nhau, lần này còn đối mặt với thí sinh nước ngoài và được phát sóng trực tiếp toàn cầu việc cô ấy cảm thấy áp lực là chuyện bình thường nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha